lâu lâu từ từ chặt lắm. Đây làm sao đây rồi? Đây rồi. Thấy chưa? Anh thấy không? Em bị nghe tiếng Trung, em chỉ cần nghe cái này tè tè là em sẽ hiểu là nó đang nói cái gì. Thế em giỏi không? Xì khoang quá. Gì đấy? Gì đấy? Chọc nó mới chảy ra ngoài nên phải vừa mới chọc. Bây giờ chị Nguyễn Mền. Hello mọi người. Đi chảy ngoài. Ăn không lên tầng. Ôi, chào chị Hương Nguyễn, chào chị Nguyễn Thị Phương Thảo nhá. Hello mọi người nhá. Hôm nay là một kiện là sao trẻ em mà nó gọi là sao nhỉ? Cực kỳ đẹp, nói chung là mang số lượng hàng hiệu và lông vũ nhiều hơn rất nhiều lần so với những kiện khác. Nhưng em hàng chính hãng của bọn Black Queen này thì này quá là đẹp luôn này. Pha chữ con nhá, đó mà nó lại pha lông vũ này. Hàng hiệu luôn. Có bắt can nam không? Lại pha chữ con. Sao trẻ em Hàn mà nhỉ? Này, những con như này mọi người ơi, thực sự luôn là có tiền chứ chắc mọi người đã có thể biết mua chỗ nào mà mua luôn á. Chất là đẹp, mỹ mãn luôn. Ấm, dày, đẹp. Mà mặc ấy lại rất là thích. Nó rất là nhẹ ấy, nên nó không nặng chỉnh chịch đâu. 34 cân học lip lam à? Học lip lam ok. Có đấy ạ. Đây này, 34 cân thì chị thử để ý con này xem của bé có vừa không này. Đấy, em xem là sao bao nhiêu. 34 cân thì bé chị size 150. Con này size số 9 chứ. Cái này size 140 đây mọi người ạ. Dưới 30 cân thôi. Lông vũ, mũ lông trồn cho em nhé. Hàng chính hãng siêu đẹp luôn. Nói chung là cái hàng của Hàn này nhá mọi người nhá. Em bán rất là nhiều rồi. Em bán nhiều kinh khủng luôn ấy. Có nghĩa là số lượng em bán mà cái thằng giao hàng cho em nó còn phát sợ luôn. Nó bảo là sao mày bán nhiều đấy mà. Nhưng mà khách người ta lại thích cái này. Bởi vì là cái chất nó đẹp ấy. Chất nó rất dày dặn và đẹp luôn ấy. Xin chào 174 chị đang xem like nhá. Size 35 cân, size 90 à? Bé nam em cũng không rõ lắm đâu. Có, size nhỏ có luôn chị ạ. Rất nhiều size nhỏ. Áo thì em sẽ dao động từ 150.000 cho đến 200.000. Con nào siêu phẩm hơn thì chỉ tầm 200 thôi. Không có nhiều hơn đâu. Những con như này này, những con như vừa lẫy mà 200.000 mọi người mua đảm bảo mọi người sướng, sướng đáng đồng tiền luôn. Em giao nhiều đến nỗi mà, em bán nhiều đến nỗi mà cái thằng giao hàng cho em nó còn sợ luôn ý. Bây giờ nó cấm em lấy cái mã đấy luôn. Nó bảo bây giờ mày phải cho cái người khác bán nữa chứ không để đừng mày cứ lấy hết như thế. Nhưng mà nói chung là khách nhận được là rất là thích luôn. Bởi vì cái phao thỉa con thông thường nếu mà các mã khác ấy thường nó sẽ rất là cũ là thứ nhất. Và thứ hai là nó sẽ không đầy đủ mũ mão và con cái ấy, nó không được đẹp lắm. Nhưng cái này dáng này rất là đẹp, rất trẻ luôn ấy. Rất kiểu sao nhỉ, rất ăn chơi. Nhìn rất sao nhỉ, sành điệu ấy mọi người ạ. Chất nó phao nó dày, chất phao nó ấm nhá. Chị cầm chắc tốt được mã nào đâu. Cầm chắc tay nhưng mà lại rất là nhẹ luôn mọi người ạ. Được mã nào về em inbox nha. Chết rồi, bé gái chút khác rồi. Hoặc là những con phao chỉ đơn giản những con phao trần như này thôi mọi người này. Đó, hàng của Hunter Kids luôn này. Là cả một vấn đề luôn mọi người ạ. Những con phao trần này ở Việt Nam mình là hầu như không có. Cái phao nó phồng phành lắm, nó không được đẹp như vậy đâu. Hôm trước chị đặt mấy đơn mà không thể gọi điện cho đơn ra. Chị ơi, nếu mà bên em nhá, nếu mà chị mà chốt được đơn ấy thì có nghĩa là sẽ có một cái mã đấy nhắn tin về điện thoại của chị và các bạn sẽ chụp ảnh inbox nhá, chứ không gọi chốt đơn điện thoại. 28 cân nữ màu hồng. Tôi không biết đâu, nó sẽ là thập cẩm những cái áo như đi tiết như này này mọi người này. Đẹp vãi trưởng luôn. Dày dặn đẹp luôn. Thực sự nhiều cái con có tiền mà chưa chắc đã mua được. Những con siêu nhẹ thì có thể là rất là dễ kiếm, nhưng mà những con đi tiết như này thì là hầu như là không. Hầu như là rất hiếm luôn, em sẽ cho show cho mọi người xem bên trong. Dòng đi tuyết này thì nó là đỉnh lắm. Vừa nhẹ vừa ấm luôn. Đẹp nhở. Nhìn cái áo nó sắc lét, đẹp. Hôm nay ánh sáng thì tốt đúng không? Chị Hương Nguyễn ơi, em không bán bác ca. Hôm nay em viết rõ là phao trẻ con, không có bác ca. Em viết caption là phao trẻ con nhé, không có bác ca.
Nếu mà chị tìm bác ca chị phải tìm một số like khác nhá. Số like này không có bác ca. Mọi người đọc kỹ cách sử dụng em nhé, đừng hỏi những sản phẩm khác. Hôm nay em chỉ bán trẻ con. Ok chưa? Tất cả những sản phẩm liên quan trẻ con không có bác ca. Rõ ngay từ đầu cho đỡ phải chờ đợi. Đã, ok, mở màn của em màu cam siêu đẹp nhé mọi nhá. Này, nhìn pha bên trong gọi là mướt mượt luôn. Bên trong có cả trần lông nữa nhé mọi nhá. Đẹp kinh khủng luôn. Lông vũ nhá. Em này khởi điểm cho em 180 này. 180.000 nhá. 180.000. Em này các bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 24 đến 27 cân mặc đẹp cho em nhá. Dưới 27 cân mặc đẹp cho em. Em này 180 nhá mọi nhá. Mã số em này là 269. 180k, mã số em này 269 cho em này. Tiếp theo. 180k, mã số là 269 cho em này. Một em dòng phao đi tuyết, em vừa show cho mọi người xem rồi đấy. Dòng phao đi tuyết cho em nhá. Siêu đẹp luôn, mũ mão đầy đủ rất ấm luôn. Em này bé nhà chị nào cân nặng tầm 27 cho 30 cân. Dưới 30 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 180.000, mã số em này. Mã số em này là 283. 283 cho em à, lông vũ siêu nhẹ nhá mọi nhá. Lông vũ siêu nhẹ cho em này. Em này size 140 nhá, 27 30 cân. Dưới 30 cân của cái bé nam mặc đẹp cho em ạ, lông vũ siêu nhẹ nhá. Em này mức giá 170, mã số em này là 264. 170k, mã số em này là 264. Chị Nguyễn Ngọc Huyền. Ui những con phao như này thật sự chất luôn này. Mua một và mặc cả vụ luôn này. Tiếp theo nhá, con một em màu đỏ đi. Em này bé nhà chị nào cân nặng tầm từ 23 đến 27 cân nhá. Dưới 27 cân mặc đẹp cho em này. 27 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mũ mão đầy đủ luôn này. Mức giá em này là 200 nhá, mã là 303. 200k, mã số em này là 303 cho em này. Ui bé nam này. Quá là đẹp luôn. Bé nam siêu đẹp nhá, dòng này đi tuyết được ạ. Em này các bé size 120. Em này có 20 trên 23 cân nhá, dưới 23 cân mặc đẹp cho em. Em này em lấy mọi người 180, mã em này là 102. 180k mã 102, mà em hàng chính hãng của Black You à. Đẹp dã man luôn. Em này mã của đánh là size 110 nhá, nhưng con này sẽ to hơn. Em này các bé có 19 đến 21 cân, dưới 21 cân mặc đẹp cho em, phao lông vũ siêu đẹp nhá. 200.000 nhẹ và rất ấm, mã là 280. Mã 280 cho em nhé mọi người nhá. 280. Tiếp theo. Em lên một em di lê. Có em này có túi này. Di lê lông vũ siêu nhẹ size 150 các bé gái nhá. Có cân nặng 33 38 cân mặc đẹp cho em à. Dưới 38 cân mặc đẹp vẫn còn mũ luôn này. Chất mềm lắm. Hàng của Uniqlo. Hương Lê bao nhiêu? 160 nhá. Mã là 104. 160k, mã 104 cho em. Con này thì quá đẹp luôn này. Nó phao lông vũ nhá. Cái chỗ này của nó có cúc bấm này. 280 của chị Ngọc Trịnh. Con này size mác của đánh là size mác của đánh là size số 9 cho em này. 135. Em có thấy chị Ly Khánh ạ. Em này bé nha chị ạ. Đẹp chưa này. Lông vũ nhá. Bé nha chị nào có cân nặng tầm từ 30 đến 33 cân mặc đẹp nhá. Dưới 33 cân. Em này mức giá 200.000, mã là 116. 200k, mã 116 cho em. 200.000, mã 116 cho em. Tiếp theo lên một em bé gái nhá, bên trong lót lông toàn bộ lót lông toàn bộ luôn này. Em này các bé size 120 nhá, 19 đến 22 cân mặc đẹp, mũ đầy đủ luôn. 19 đến 22 cân mặc đẹp cho em, chất phao siêu xịn luôn ấy. 116 chị Vi Thị Phượng. Em này mức giá của nó 170 của bé gái nhá, dưới 22 cân, mã em này là 271. Dưới 22 cân mã 271 cho em này. Tiếp theo. Trời ơi cầm cái áo phao mà sướng hết cả tay luôn. Em này các bé có nặng 20-23 cân nhá. Dưới 23 cân mặc đẹp cho em. 170.000 chị lấy chốt giúp em mà. Em này là 272. 272 cho em. Chị ơi bên em bán hàng si nhá. 272 cho em nhá mọi nhá. Bên em bán hàng si đấy. Chứ hàng mới con này giá toàn triệu trở lên á. Toàn triệu trở lên ấy. Bởi vì nó là lông vũ là thứ nhất. Và thứ hai là chất nó đẹp lắm. Tiếp theo này. Em này dành cho các bé size có cân nặng bao nhiêu đây. Size 130 cho em nhá. 23 đến 26 cân mặc đẹp, lông vũ màu hồng nhá. 272 cho nó chị nhẹ lắm. 23 đến 26 cân nhá. Em này 180, mà em này là 268. 180k mà 268. Tiếp theo mà em trần cho em này. 23 đến 27 cân của bé trai, dưới 27 cân của bé trai, trần nhá, hàng của Hunter Kids cho em này. Em này mức giá 160 nhá, mà em này là 290. 160k mà 290 cho em này. Mùa em lông vũ siêu siêu nhẹ luôn ấy, nhẹ tinh tình đành luôn.
Em này các bé có cân nặng 20 chuyển 23 cân, lông vũ siêu nhẹ. Mã 268 chốt là chị Linh có Huyền. Có vũ đầy đủ nhá. Em này mức giá của nó là 180. Chị ở lấy chốt giúp em mã số 5. 180k mã số 5 cho em này. Những con đấy đẹp lắm luôn á. 180 mã số 5, một em phao. Mã 290 chốt là chị Loan Nguyễn ạ. Một em phao rất đẹp luôn, phao lông vũ cho em nhé mọi nhá. Ờ, em này hàng của Blue Dog này. Hàng đi tuyết được nhá, cũng 120 chứ. Mã số 5 cho là chị Ngọc Trịnh ạ. Các bạn trồng cái này lên đây cho chị xong hạ bớt size to ở chỗ này ra đây để chị lấy cho dễ đi. Em này 20 cho đến 24 cân nhá, dưới 24 cân mặc đẹp cho em này. Em này thì quá xịn luôn, 200 nhá. Mã em này là 284, chất đẹp cực luôn. 200.000 mã 284. Nên bên em live phao không có bộ đâu chị ạ. Trời ơi. Live phao trẻ con nhá mọi nhá. Tiếp theo này, size 110 nhá mọi nhá. 19 có đai chị Ngân Béo bé gái cho em nhé mọi nhá. Có đai cho em này, 19 đến 20 cân à 18 đến 20 cân, dưới 20 cân mặc đẹp cho em, mũ mão đầy đủ nhá. 180 đai nguyên ạ. Mã em này là 285. Mã em này là 285 cho em nhé. Rồi xuống em bán hàng si chị nhá. Mã 285 cho em. 285 cho em này. Nên mà em phao size to nhá mọi nhá. Bé trai chị áo size bự lấy hàng hiệu. Phao thể thao hiệu luôn, hàng XR. Hàng SR cho em nhá. Em này size to cho em này, mắc đấy là size 150. Nghe kỹ một lần đấy nhá. 180.000. Lần sau phải để ý chị, em đừng để ý người đọc chốt. Em chỉ tập trung nghe giá. Em này, chị nào có bé trai có cân nặng tầm 53 trở 57 cân nhá. Bé trai chị nào 53 57 cân mặc siêu đẹp luôn. 200.000 mã là 125. 200k mã 125 cho em nhé. Tiếp theo này, một em áo gió của Nike nhé mọi nhá. Một em áo gió của Nike, hàng chính hãng luôn á. Em này gió này các bé size bao nhiêu cân này? Em này các bé có cân nặng tầm từ 24 đến 27 cân nhá. Dưới 27 cân mà em áo gió của Nike đẹp nhá. Em này em lấy mọi người 120 thôi, áo gió của Nike nhá. Mã số em này là 141. 141 cho em này. Mã 125 cho chị Vũ Duy Khánh. Tiếp theo một em pha lông vũ hàng của Pinpoly nhá mọi nhá. Siêu nhẹ và đẹp luôn, màu vàng rất xinh với các bé gái luôn. Size này các bé có cân nặng 23 26 cân. 23 26 cân mặc đẹp, độ mới như 100% luôn mọi người ạ. Phao hiệu đấy. Em này mức giá của nó là 200.000, chị lấy chốt giúp em mã số 8. Mã số 8 200. 141 chốt là chị Nguyễn Thanh Nhàn ạ. Tiếp theo ạ, size 110 nhá. Size 110 siêu đẹp luôn này, bên trong của nó lót lỉ toàn à lót lưng toàn bộ ấy, ấm lắm luôn. Size 110 thôi ạ, 17 trên 20 cân, dưới 20 cân mặc đẹp cho em nhá. 170, mã em này là 314. 170k, mã 314. Cái này bọn em cho kiểm tra hàng thoải mái mọi người ơi. Tiếp theo nhá, em này các của các bé này. 8 của chị Ngân Lò. Nó là một dòng giống như thể thao lắm mọi nhá. Cái tay của nó là cái mic lỉ, chất lỉ đẹp luôn ấy. Còn cái phần thân của nó là một em phần phao nhá mọi nhá. Cái này không biết người lớn mặc được không, người lớn mà mặc được thì quá đẹp luôn á. Cái giày cái này dòng này nó là phao thể thao. Trần Thúy ạ. Dòng này nó là phao thể thao nhá. Bé như chị áo cân nặng riêng cái dòng này nhá, XS mặc đẹp cho em, 40-48 cân, dưới 48 cân người lớn mặc rất đẹp luôn. Rất đẹp luôn ấy. Em này em lấy mọi người 180 nhá, mã số 35. Người lớn đi. Nó là size trẻ con nhưng người lớn mặc rất đẹp luôn. 180.000 nhá. Ui mọi người ơi, những em phao đỏ như này thôi không phải suy nghĩ luôn ấy. Một phát là phải quất luôn bởi vì số lượng có hạn, không có nhiều nhá mọi nhá. Tiếp theo mà em hàng hiệu của Lee Cap cho em nhá. Em này các bé size to cho em này. Em này bé như chị nào có cân nặng 35 cho là chị Hiền Bùi. Tầm từ 35 đến 40 cân, dưới 40 cân mặc con này cực kỳ đẹp luôn. Em này mức giá của nó là 220 nhá. Mã em này 138, số lượng con này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. 138 cho em nhá, bởi vì nó còn không xuất hiện nhiều luôn ấy. 138 cho em này. 220. Tiếp theo nhá mọi nhá, một em phao lông vũ hàng của Blue Dog rất là xịn luôn này. Những cái bọn Blue Dog này này nó là dòng chuyên của bọn kid ấy. Mã 138 chắc là chị Hương Nguyễn. Nó còn nổi tiếng hơn Zara và HM nhiều. Những cái con hàng C của HM nhá. Em cảm giác cái chất nó không thể đẹp bằng những con này được luôn. Black Jill này, Blue Dog này, Hunter Kid này, Baby Gap này. Những cái dòng chuyên về kid ấy, đẹp lắm luôn. Em này các bé có cân nặng size tầm từ 23 đến 27 cân nhá. Dưới 27 cân mặc đẹp cho em này. Phao lông vũ nhá, cực kỳ đẹp luôn, nhẹ và rất ấm luôn. 200.000 mã em này là 139, chất đẹp lắm. 200k mã 139 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này, một em có tai nhá mọi nhá. Nhìn cái tai của nó xinh chưa này. Đó. Em này size 110 cho em nhá, 18 đến 20 cân mặc đẹp cho em nhá. Dưới 20 cân mặc đẹp cho em. Mã 139 cho chị bé ngoan nhất nhà. 20 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá.
Em này mức giá của nó là 170.000 nhá. Chị nào lấy cho giúp em mã số là 304. 170, mã số em này là 304 cho em nhá. Em có đấy chị Hằng Nguyễn Thu ạ. 170 và 304 một em này nhá, của bé gái cho em này có đai nhá. Cái chất phao của nó là phao lông vũ, cầm rất là chắc tay luôn á. Bản này không mũ nhá mọi người nhá. Bản này không mũ cho em này. Size này các bé có cân nặng tầm 19 cho đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. Em lấy 160, mã số em này là 103. 160k, mã 103 cho em này. Lên một em hàng xịn của Fila nhá mọi nhá. Một em áo phao của Fila. Em chuyển bớt cả gái thôi nhá. Gái bên này này. Một em hàng xịn của Fila nhá. Mark nó đánh size là 130, nhưng thông thường nó là khoác ngoài, thế nên là to hơn size bình thường một chút. Mũ mão đầy đủ cho em này. Bé Nam nhá. Bé Nam nhà chị nào cân nặng 33, 38 cân mặc đẹp nhá. Dưới 38 cân mặc đẹp cho em này. Em này mức giá 180, hàng của Fila, mã 136. 180k, mã số em này là 136 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo này, lên mà em xin. Mọi người ơi, em xin giới thiệu với mọi người, đây là một em áo di lê hàng của Gap, nhưng mà là của người lớn. Rất rất đẹp luôn. Nó là di lê lông vũ. Màu của nó là màu hồng lê ông nhá. Bên trong của nó là có một lớp lót lỉ cho em. Hàng 136 của Gap chị Nguyễn Thị Thu Hà. Hàng chính hãng đấy, bởi vì là ở Hàn và Nhật họ sẽ không có hàng nhái nhiều giống như là ở Việt Nam mình đâu. Không hề có đấy mọi người nhá. Nên là mặc lên á đẹp cực luôn. Tất cả những cái này nó đều hầu như là sẽ có 3 mác luôn. Một mác ở cổ này, một mác ở bên sườn, ở bên tay trái này. Và có những con mác nó sẽ có một phần ở đây nữa này. Đó. Nhiều con nó còn mác ở vai nữa. Nó rất là đẹp luôn, size S nhá. Mà em di lê hàng của Gap cho em, di lê lông vũ. Trời ơi, tôi nói thật với các bà, con này đố các bà tìm được luôn á. Em này em lấy mọi người mức giá 200.000 em di lê nhá. Đấy là của người lớn đấy, dưới 50 cân, mã 106. 50 cân quay đầu, mã 106 cho em này. Tiếp theo một em bé nam nhé mọi người nhé. Mọi người ơi, cái size nhỏ của các bé ấy, hôm nay các bạn ấy treo lên ấy, thế nên tí nữa không biết chỗ nào đâu. Tí nữa chỗ nào em sẽ bảo nhé. Tiếp theo này. Mã 107 chốt, à mã 106 chốt là chị Nguyễn Thu Thảo ạ. Tiếp theo nhé, em này là dòng đi tuyết được này. Mác nó đánh là size 1545, 150, nhưng con này khá là ngặt. Em có lấy chị Nguyễn Hồng ạ. Hôm nay like trẻ em chị ạ, không like người lớn đâu. Có một vài em người lớn lẫn thôi chứ không có người lớn đâu. Em này 50 thì 55 cân của các bé nam mặc đẹp nhá. 50 thì 55 cân của các bé nam mặc đẹp cho em này. 160.000 quá là mềm luôn ạ. Dòng đi tuyết nhá, mã là 135. 160k, mã số 135 cho em này. 10 cân không có nhá mọi người nhá. 10 cân thì vài hôm nữa sẽ có cái mic trẻ con ấy, thì có rất nhiều cái 10 cân dưới 10 cân. Tiếp theo này, một em phao. Em này phao lông vũ của bé gái màu hồng nhá, trần cho em này. Em này lông vũ cho em nhá, 23 trên 26 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 200.000, mã số 62, đảm bảo mọi người đẹp luôn. 200k, mã số 62 cho em. Thôi rồi, tạm thời thế thôi em ạ. Tiếp theo một em phao các con nhá, bé trai cho em này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 33 đến 38 cân nhá. Dưới 38 cân mặc đẹp cho em này. 38 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá. 170.000 mua mão đầy đủ dòng thể thao nhá. Mã số 34. Chị Nhung Nguyễn. Mã số 34 cho em. Tạm thời ok. Tiếp theo một em phao đỏ rất xịn luôn. Những con phao đỏ này mọi người lấy đi, bởi vì là số lượng ít lắm luôn á. Phao lông vũ cho em nhá mọi người nhá. Cầm cái phao nó chắc và dày luôn á. Em này mức giá của nó là 180 nhá. Các bé có cân nặng tầm 19 18 trên 20 cân. Dưới 20 cân mặc đẹp cho em ạ. Em này mức giá của nó là 180, mã số 94. Ôi. 180k, mã số 94 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo mấy em bên trong lót lỉ toàn bộ nhá mọi người nhá. Màu sao này. 34 chắc là chị Vân Vì ạ. Trong lót lỉ toàn bộ cho em nhá. Em này Vân Vì inbox số điện thoại địa chỉ ạ. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 22 đến 25 cân nhá. Dưới 25 cân mặc đẹp cho em. Dưới 25 cân bên trong lót lỉ màu xanh toàn bộ nhá. 160, mã số 96 cho em này. 160k, mã số 96 cho em nhá. Tiếp theo. Ui mẹ ơi, con này thì chất xịn kinh khủng luôn. Màu sạch nhá, cái màu của nó đẹp từ cái màu luôn này. Kiểu dáng cũng đẹp luôn này. Màu bên trong cũng là có thể đi tuyết được nhá mọi người nhá. Em này à, các bé size 110 cho em nhá, 18 đến 20 cân. Dưới 20 cân mặc đẹp em phao lông vũ này nhá. Màu tím tan. Đấy nam đến nữ đều mặc đẹp luôn. Em này mức giá của nó là 180, mã số 98. 180k, mã số 98 cho em này. Thôi tôi chết đây. Mũ của nó phối lông thật toàn bộ luôn mọi người ơi. Nó là trần nhá. Mũ của nó phối lông thật toàn bộ luôn này.
cầm cái áo lên giày chắc luôn á. Em này bên trong trần trám toàn bộ nhá, size 110 ạ. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 17 trên 20 cân, dưới 20 cân mặc em lông vũ đẹp lắm. Chắc là chị Thanh Hảo ạ. 20 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này giá 180. Mã số em này là 93. 180k mã số 93. Trời ơi lông vũ thiếp này. Yêu không để đâu hết, yêu luôn á. Em này xem sao bao nhiêu nè. Mọi người phải như con này mọi người chốt nhanh, số lượng không có đâu. Size này các bé có cân nặng dưới 19 cân nhá. 17 đến 19 cân mặc đẹp. 19 cân quay đầu siêu đẹp cho em ạ. Em này em lấy mọi người 200, mã số 92. Chốt được là sướng luôn. 93 chốt là chị Lê Lê ạ. Chốt được là sướng luôn ạ. Bởi vì có những con đẹp như thế trong một kiện nó không có nhiều đâu mọi người ạ. Một kiện nó mọi người nhiều như thế là em sẽ rất giàu luôn. Chứ còn cái nào pha lông vũ bên em bảo nhá. Đợi em chút nha. Mã 92 chắc là chị Thanh Xuân Nguyễn. Không giống. Không thường em có đều có bảo mà nhỉ. Em đều có bảo mà. Tiếp theo nhá mọi người nhá. Lên một vài em. À đây có một lẫn một em phao của người lớn này. Phao lông vũ, mũ lông trồn. Con này là phao ngắn của người lớn này. Bình thường giá của nó phải 450 luôn. Con này là không phải là trong kiện này đâu. Mà con này là khách xả ra mà các bạn nhân viên các bạn treo nhầm ở đây thôi. Bà nào chốt được trong cái số like này thì nhớ cảm ơn em. Hàng của CK nhá, size XS cho em. 40-48 cân mọi người ơi. 40-48 cân mặc đẹp cho em nhá. 40-48 cân này. Em này mức giá gốc của 400 nhá. Em sẽ lấy mọi người 300 nghìn con này. Nó người lớn 40-48 cân. Mã em này là 139 cho em nhá. Hàng hiệu của CK Kevin Jean nhá mọi nhá. 300 nghìn nhá mọi nhá. Đẹp phải trưởng luôn. 300k. Tiếp theo lên một em áo phao của bé gái cho em nhá. Có hình của nó là hình con gấu cho em. Bên trong lót lỉ màu hồng. Em này các bé có cân nặng tầm từ 27-30 cân. Dưới 30 cân mặc đẹp cho em nhá. Nguyên đai mũ mão đầy đủ ạ. 160.000 mã số 66. 160k mã số 66 cho em nhé. 160. Chị Hằng Nguyễn có dấu nhá. Ui Di Lê. Di Lê các bé gái cho em nhá. Di Lê bé gái 27-30 cân, dưới 30 cân mặc đẹp cổ lá sen đang rất hot hiện nay luôn. Em này 150 mã là 332. 150 mã 332 Di Lê lông vũ này. Di Lê lông vũ này các bé có cân nặng tầm 19 đến 22 cân nhá. Đẹp này. Lam nữ được mặc đẹp nhá, 19-22 cân nhá, 150 mã là 331. 150 mã 331 cho em này, hàng của Paris nhá. Mã 332 cho là 20 đến 23 cân cũng là di lê lông vũ cho em của bé Nam nhá, 20 đến 23 cân mặc đẹp cho em. Dưới 23 cân mặc siêu đẹp luôn, hàng xịn đấy, hàng của Paris cho mọi người nhá. Em này mức giá 160, mã em này là 330. 160k mã 330 cho em này. 331 cho là chị Nguyệt Minh ạ. Một con di lê tiếp. Di lê các bé dành cho các bé size tầm 7 tuổi nhá. Em này 22 đến 25 cân, dưới 25 cân mặc đẹp nhá. 150 mã em này là 329. 150 mã em này là 329 cho em. 330 cho là chị Trang Trần. Một em của Zara Boy nhá mọi người nhá. Em này nó là áo nỉ. Áo của nó là áo gió nhá mọi người nhá. Nhưng mà bên trong của nó này nó có một lót lần lớp lì cho em, hàng của Zara nhé mọi người nhé. Hàng của Zara cho em. Hàng của Zara Boy made in Bangladesh cho em. Size 130 nhé. 22-25 cân mặc đẹp cho em. Mấy em áo của Zara 329 luôn. 329 cho là chị Huyền Trang Nguyễn. Áo Zara này em lấy mọi người mức giá 160 nhé. Áo Zara này mức giá của nó là 160 nhé mọi người nhé. 160 em Zara nhé mọi người nhé. Chị Áo lấy cho du em mã số là 68. 160k mã số 68. Các bé trai. Ui một em lông vũ này. Trời ơi, lông vũ màu hồng nhá, trần ô vuông cho em nhá. Em ơi. 23 đến 26 cân, dưới 26 cân các bé gái mặc đẹp cho em nhá, mũ mão đầy đủ rất rất đẹp luôn. Cầm cái phao nó chắc chắn tay lắm mọi người ạ. Chị nào đã từng mua được những cái con phao như thế rồi mọi người chắc chắn những con này thì mọi người không thể cầm được lòng luôn. Em này 200.000 nhá, mã số 69. 200k mã số 69 cho em nhá mọi người nhá. Tiếp theo, một em phao màu hồng các bé gái này, chất phao của nó cũng là phao lông vũ nhá. Chất phao của nó cũng là phao lông vũ cho em. Em này à, mũ có phối lông nhá, các bé có cân nặng tầm từ 27, 28 đến 32 cân, dưới 32 cân mà con này không đẹp không lấy tiền luôn ấy. Phao này chuẩn nữ cho em, mức giá 200 nghìn nhá, lông vũ chất đẹp lắm, mã số 63. Em không thể nói hay được nếu mà hàng nó không đẹp. Mã số 63 cho em nhá. Tiếp theo này, một em phao dáng dài, có mic phối mũ lông cho em nhá. Em này là phao trần bông cho em nhá. Bé gái nhà chị nào có cân nặng tầm từ, xem nào. Em này xem size bao nhiêu.
Em này các bé có nặng 19 đến 22 cân. Mã 63 cho 22 cân mà đẹp cho em nhé mọi nhá. Có lông vũ này. À sorry ạ. Mũ có phối lông. Đó là phao trần nhá. 160, mã số em này là 58. 160k, mã số 58 cho em nhé mọi nhá. Tiếp theo một em này các bé size to cho em này. Mua em mong địa chỉ đi chưa? 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em nhá. Cái tai nó có cái tai vào bên trong phối lông cho em nhá. Trong mũ là có phối lông này. 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 108, mã số em này là 59 cho em nhá. Bé gái tranh thủ đi được hôm nay. 58 cho là chị Thủy bé ạ. Bé gái chỉ có bằng 2 phần bé trai và 1 phần bé gái trong ngày hôm nay. 2 phần bé trai và 1 phần bé gái luôn. Thế được mã nào em in bóc mã đó luôn. Một em di lê trần. Di lê trần của người lớn nhá. Chị nào không, con này của các bé thôi. 35 đến 40 cân các bé cho em nhá. Dưới 40 cân mặc đẹp cho em này. Đúng là di lê thường thôi. Trần cho em này. Mã 59 cho là chị Nga Đinh ạ. Trần cho em này. Đẹp lắm luôn. 35 đến 40 cân mặc đẹp cho em nhá. Em lấy mọi người 150. Mã số em này là 327. 150, mã số em này 327 cho em nhá. Một em Lưu Vơ Len. Mũ của nó phối lông thật luôn nhá mọi nhá. Ui. Phối lông thật cho em nhá. Chất phao của nó phao lông vũ. Hàng hiệu của Lưu Vơ Len. Em này xem nào. Mark của đánh là size 120. Nhưng khả năng con này sẽ to hơn này. Em này bé nhà chị áo cân nặng tầm từ 22 đến 25 cân. Mà 327 dưới 25 cân mà con Lưu Vơ Len này đẹp luôn. Mũ của nó phối lông tròn thật luôn nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó là 200, mà em này là 291. 200k mã 291 cầm một cái phao chắc chắn dã man luôn. Tiếp theo một em phao này em đưa lên cho một size 135 cho em này. Bé gái. Mọi người nhìn không? Chất như nước cất luôn, độ mới như 100% luôn ạ. Em này các bé có cân nặng tầm từ 30 đến 33 cân dưới. 33 cân quay đầu là mặc đẹp cho em nhá. Phao siêu chắc chắn luôn, hàng xịn nhá. Em này mức giá của nó là 200.000 mã số 300. 200k mã số 300 cho em nhá. Chất đẹp mỹ mãn luôn. Con này phối lông thôi. Eo ơi là dã man luôn. Em này là size 140. 27 cho đến 30 cân. Maximum là 32 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Phao lông vũ nhá. Người lớn mình nhìn thấy còn thích ơi thích luôn á. Dưới 32 cân mặc đẹp cho em nhá. 27 đến 32 cân quay đầu mặc đẹp cho em. Em này mức giá của nó là, mức giá của em này là 200, mã em này là 297 này. Cầm con phao thật là sướng luôn. 200k mã số em này là 297 cho em này. 300 của chị Lý Thị Thơ. Chị Lý Thị Thơ inbox số điện thoại địa chỉ. Trời ơi, xin giới thiệu với mọi người một dùng dòng chủng loại áo hồng của các bé rất thích luôn. Nó lót lông ở phần mũ nhá mọi nhá. Chất liệu phao là phao lông vũ cho em này. Size 130, 22 cho đến 25 cân mặc đẹp. Dưới 25 cân mặc siêu siêu đẹp luôn ý. Chất phao đầy đặn đẹp, màu hồng rất thích luôn. Các bé các con rất thích những màu như này. Lót lông ở chỗ này mọi người này. Em này mức giá của nó là 200 nhá. Chất dày đẹp kinh khủng. Mã số 61. Mã 61 cho em nhá mọi nhá. Tiếp theo này, một em phao các con nhá. Cái phần mũ của nó là phối lông simili nhá mọi nhá. Bên trong của nó là cái mũ lông bên trong nó có lót là mũ của nó bên trong lót lông này. Em này mác của đấy là size 110, hàng của Pháp đấy mọi người. Frank này. Xong. Em này bé nha chị, phao lông vũ nhá. Bé nha chị nào có cân nặng tầm từ 19 đến 21 cân. Dưới 21 cân mặc đẹp cho em nhá. 107, mã em này là 305. 170k, mã số em này là 305 cho em nhá. 170k mã 305. Trời ơi, tôi thề với các bà luôn là hôm nay không con nào không phải siêu phẩm luôn ý. Một em áo màu hồng, chất liệu của nó là chất liệu đi tuyết của các bé gái cho em. Size các bé có cân nặng tầm từ 22 đến 24 cân. 24 cân quay đầu mặc siêu đẹp cho em nhá. Chất xịt lắm, dòng đi tuyết cho em ạ. 200.000 mã số 28. Thật sự mã 35 cho là chị Nguyễn Minh ạ. Thật sự luôn là cái phao này nó chắc chắn kinh khủng khiếp luôn. Trời ơi, mọi người nhìn bên trong này. 200.000 quá xứng đáng. Không gì mà xứng đáng hơn cái con như thế luôn. Hôm nay người lớn à bên này like trẻ em chị nhá. Người lớn like sau đi. Chiều mai sẽ like tất cả những đồ khoác ấm người lớn nhá. Mã 28 cho là chị Lê Lê ạ. Phao lông vũ cho em này. Eo ơi. Lông vũ này các con có cân nặng size to cho em nhá. 19 đến 22 cân, dưới 22 cân mặc đẹp cho em. 22 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Lông vũ ạ, 160, mã số 29. 160k mã số 29 cho em này. Cầm con phao lên thôi. Nhìn cái con phao nó chắc chắn rất là sướng luôn. Em này bé nha chị nào, size 120 nhá. 20 đến 23 cân, dưới 23 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá.
160.000 em này, 160 nhá. Chị lấy cho du em mã số 27. Thực ra nhiều chị mà chị săn quen rồi ấy, chị nhìn qua là chị biết là hàng xịn hay không xịn luôn á. 28 cân á, 28 cân mà size 140, 140 khá nhiều đấy. Em này là phao của người lớn này. Một em phao siêu nhẹ của người lớn nhá. Chị nào cân nặng 60, 65 cân mặc em này đẹp nhá. 60, 65 cân mặc em phao này đẹp nhá. Phao lông vũ của người lớn cho em này. Phao lông vũ của người lớn nhá mọi nhá. Cái này em lấy bằng giá đúng các bé luôn, 200.000 mã số 57. 200k mã số 57 lên. Phú Quang Ngọc ạ. Chị Phú Quang Ngọc inbox luôn số điện thoại địa chỉ đi ạ. 200k mã số 57 cho em này. Một em phao trầm thường của các bé thôi. Em này hàng của London cho em nhá mọi người nhá. Đó. Có đấy nhưng nó nằm ở dưới. Khổ lắm hôm nay các bạn, bạn sắp đổ. Em này các bé có nặng tầm 22 25 cân nhá, dưới 25 cân mà đẹp. 150 mã số này là 301. 150 mã em này là 301 cho em nhá. Bạn ấy sắp ở bên dưới ấy, thế nên là tìm không ra. Tí nữa sẽ là một loạt size 100 ấy, 110 ấy. Ôi lông vũ cho em này, cổ phối lông cho em nhá. Size tầm 6 7 tuổi cho em này. Em này à, xem size thế nào. Em này bé chị nào có cân nặng tầm size 130 nhá. Em này các bé có cân nặng 20 22 đến 24 cân nhá, dưới 24 cân mặc đẹp cho em này. Phao lông vũ cho em nhá, 180 mã số 24. 180k mã số 24. Đẹp vãi chưởng luôn. 180 mã số 24 cho em. Ủa. Siêu phẩm. Siêu phẩm này. Lông vũ cho em nhá. Em này à 20 đến 23 cân, dưới 23 cân mặc đẹp cho em. Em này em lấy mọi người 250. Chị nào mà chốt được con này thì em nói thật với mọi người luôn là chị Nguyễn Mến. Mọi người nhận được mọi người chỉ có sướng trở lên thôi, tiền nào của đó đó. Em này 250, dưới 20 cho đến 24 cân, 23 cân quay đầu thôi. 23 cân quay đầu nhá, 250 mã số 23. Riêng con này em sẽ bán 250. Trời ơi mang đi tặng đi biếu đi cho được hết luôn, đều đẹp. Không hổ hổ là polo này, một em gile của polo của bé gái cho em nhá. Có hai mặt được luôn. Một mặt của nó là màu hồng. Hàng của polo Ralph Lauren nhá mọi người nhá. Một mặt màu hồng, mặt kẻ này, mặt nào cũng mặc được và rất sạch luôn. Cái mác của nó nằm ở trong túi nhá. Mã 23 cho là chị Thương Nguyễn. Cái mác của nó nằm trong túi này mọi người nhìn này, hàng của polo Ralph Lauren nhá. Đó. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 17 cho đến 20 cân, dưới 20 cân nhá, 150, mã số là 333. 150 mã 333 cho em nhá. Những con gile rất là đẹp luôn. Hầu như là gile hai mặt luôn. Con này cũng là gile hai mặt cho em này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 15 đến 18 cân nhá, dưới 18 cân, gile hai mặt cho em nhá. Em này mức giá của nó 150, mã em này là 336. 150 mã 336 cho em này lên. 333 chắc là chị Hiền Thu ạ. Em này 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá, một em gile này. 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá, 150 mã là 335. 150 mã em này là 335 cho em này. Tiếp theo bên trong của nó phối lông nhá mọi người nhá. Mã 336 cho là chị Trần Trần. 14 17 cân mặc đẹp cho em nhá, 140 mã là 334. 140 mã 334 cho em nhá. Rất nhiều gile đẹp ở đây luôn mọi người ạ. Mà em gile outwear này. Cái này là chuyên mặc dòng ở ngoài, mặc ngoài trời nhá mọi người nhá. Đó. Gile này của bé trai chị nào cân nặng tầm 35 đến 40 cân nhá. Em này em lấy mọi người 140, mã em này là 328. 335 cho nó chị Thảo Lê ạ. Trời ơi những con gile này thì quá đẹp luôn. Size 130 cho em nhá. 23 đến 26 cân mặc đẹp trên. 334 cho nó chị Trần Thúy ạ. 23 đến 26 cân mặc siêu đẹp luôn mọi người ơi. 160 nhá, mã là 322. 160 mã 322 cho em nhá. Tiếp theo này. 15 đến 18 cân gile màu cam nhất, gile Trần cho em ạ. 15 đến 18 cân nhá. Em này 150, mã em này là 318, đẹp chưa? Cầm những con này lên sướng luôn. Nam nữ này mặc đẹp. 150, mã 318 cho em nhá. Tiếp theo em này của Uniqlo mọi người nhá. Uniqlo này các bé có cái nặng tầm 17 đến 20 cân. Vũ Hồng Nam dưới 20 cân này, nhẹ mà mặc rất thích luôn ạ. 120, mã là 319. 120k, mã số em này là 319 cho em. Xin chào chị Vũ Hồng Nam. Size nhỏ đây mọi người ơi. 318 chị Yến Mai ạ. Size nhỏ đây này. Yến Mai nhá. Size 90 cho em nhá mọi người nhá. Em này các bé có cân nặng tầm 11 đến 14 cân mặc đẹp cho em nhá. Gile áo dài tay siêu nhẹ cổ tròn chứ. Em ơi cái dáng này đẹp dã man luôn. Size 90 nhá, 11 đến 14 cân này. Em này mức giá của nó 170, mã em này 194. 170k mã 194. Các bà size nhỏ nhanh lên nhá. Chỗ này là có size nhỏ đây này. Một em áo phao siêu nhẹ Trần của Ellie. Con này là sorry mọi người, nó là Trần của Ellie nhá mọi người nhá. Phao Trần bên trong lót lông toàn bộ này.
có mũ nhá, xinh nhá, bé trai mặc sẽ rất đẹp luôn. Em này size 114 17 cân nhá. Em này mức giá 170, mã em này 193. Mã 170, mã 193 cho em. Một em áo của Ralph Lauren nhá. Con này có áo giấu mũ cho em này. Trong có mũ cho em nhá. Nó được tính là áo gió ấy, bên trong lót lỉ cho em nhá. Mũ bên trong ở đây mọi người ơi. Không thích mọi người có thể cất vào trong được luôn. Áo gió các bé em lấy mọi người 120. Chị Linh Huyền ạ. Em này bé như chị nào có cân nặng tầm từ 20 cho đến 23 cân nhá, dưới 23 cân mặc đẹp cho em. 120, mã số em này là 189 nhá. 120, mã 189 cho em này. Ui 10 cân sao không có đâu, 11 cân trở lên nhá. 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em này. Trời ơi. 14 17 cân nhá, em này 180, mã em này là 188, đẹp vãi chưởng. 180k, mã 188 cho em này. Trời ơi, sở con nào con đấy đẹp đứng người luôn á. Mã 189 chốt cho chị Hiền Thu. Kiện này tôi khui cũng lâu rồi, tôi không biết. Bé gái size 10, lông vũ cho anh nhá. 14 đến 17 cân mặc đẹp nhá. 14 17 cân này, con này cực kỳ đẹp luôn. Em này mức giá 200.000 nhá. Mã em này là 348. Chất như nước cất luôn. 200.000 mã 348 cho em này. Mã 188 chốt cho chị Hà Moon ạ. Em này các bé có nặng 17 đến 20 cân, nó là áo lông vũ của bé trai cho em nhá. 17 đến 20 cân, bản gốc của nó không có mũ luôn. Dưới 20 cân mặc đẹp cho em, lông vũ này. 180 nhá. Quá men luôn, mã là 349. 180k, mã số em này là 349 cho em nhá. Tiếp theo này, một em này của Oho Kids, dòng xịn luôn này mọi người này. Em này lông vũ nhá mọi người nhá. Mã 348 cho nó chị Quỳnh Như. Nó trần vào bên trong của lót này, lót như lông cừu mọi người. Em này các bé có cân nặng 19 đến 22 cân, dưới 22 cân mặc đẹp cho em nhá, lông vũ cho em này. Em này mức giá của nó 200 nhá, mã số 21, chất đẹp lắm. 200k, mã số 21 cho em. 200.000 mã số 21 cho em nhé mọi người nhé. Cầm cái áo lên xứng đáng đồng tiền luôn. Em trần tiếp này. Bên trong là bên ngoài của nó trần chám giống như kiểu Ralph Lauren hoặc là như mưa không. Bên trong của nó sẽ là nỉ nhé mọi người nhé. Mua không em bóc xuống 23 26 cân nhá. Bé nam bé nữ thì mặc đẹp, như cái đèn nam mặc đẹp hơn ấy. 23 26 cân nhá. Em này 170 mã số 22. Trần siêu đẹp luôn. 170k mã số 22 cho em nhá. Di lê size to cho em nhé mọi người nhá. Bé nhà chị nào cân nặng tầm 33 38 cân mặc con này đẹp nhá. Di lê này 38 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 140, mã em này là 315. 140, mã số em này là 315. Có vài em di lê rất xinh này. Có 30 cân không? 30 cân rất nhiều mà. Size 140 là 30 cân vừa luôn đấy. Em này các bé 22 25 cân nhá. Nó một em di lê của bé gái cho em này. Mã 22 cho chị Huyền Trang Nguyễn. Bên trong của nó có cái lớp lông mỏng đấy. Em này 22 25 cân nhá, 150, mã em này là 324. 150, mã em này là 324 cho em nhá. Một em trần của các bé này rất là nhẹ và thích luôn. Trần màu cam nhá mọi người nhá. Trần màu cam này bé nhà chị đào size 100, 14 đến 17 cân mặc đẹp nhá. Dưới 17 cân mặc đẹp cho em này. 160 nhá, mã em này là 187. 160 mã 187 cho em. Của trẻ em nhá, không phải của người lớn đâu. Di lê lông vũ siêu nhẹ của các bé này. Ôi ơi. Màu cam nhá, nó nhẹ lắm, chỉ tầm mấy gram thôi mọi người ạ. Nhẹ tay luôn, 14 17 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này lấy mọi người mức giá 160 này. 160 mã là 346. Cắt cắt ạ. 160 mã 346. Ui các bà size nhỏ lên luôn đây này. Lông vũ. Size 90 nhá. 11 đến 14 cân mặc đẹp cho em lông vũ nhá. 11 đến 14 cân mặc đẹp, dưới 14 cân này. Em này mức giá 160 nhá. Mã số này là 350. Đẹp dã man luôn, nhẹ lắm. Cầm một cái áo sướng cả người luôn á. Một em của Adidas nhá mọi người nhá. 346 chị Loan Nguyễn. Lông vũ của Adidas siêu đẹp luôn này. Em này các bé size 90. Em này 10 không, con này các bé phải size to hơn một chút. 13 15 cân. 13 15 cân mặc đẹp cho em nhá. Áo phao của Adidas, cái này bé gái nhưng mặc quá đẹp luôn. Em này mọi người ơi, tiền triệu thật luôn đấy, không có tiền rẻ hơn luôn. Hàng chính hãng luôn nhá mọi người nhá, không phải là hàng liên thiên đâu. Bọn Hàn và Nhật này nó không có hàng liên thiên đâu mọi người ạ. Hàng tất cả nó có một cái dòng ở bên trên ấy. Đó là ý nghĩa của nó là cái hàng này đã được qua kiểm định ấy. Công ty nào mà sản xuất mà không được qua kiểm định ấy đều bị thu giữ lại. Không giống như của Việt Nam mình hàng nhái thì trên biên đâu. Em này dưới 15 cân nhá. Em này mức giá của nó là 200, mã em này là 347. 200k mã 347 cho em nhá. Tiếp tục. Được kiểm hàng chị nhá. Ôi xài lông vũ cho em này. Em này 17 cho đến 17 đến 20 cân nhá. Dưới 20 cân mặc đẹp cho em này. Lông vũ nhá. 170, mã số em này là 20. 147 Linh luôn. Mimi. 170 mã 20. Ô Linh Mimi ơi, mấy hôm nữa có phao nam đấy em. Mà đợt tới toàn phao đẹp thôi, toàn phao dài đẹp ý.
còn mũ lông ý, hàng nữ ý. Một em hàng xịn cho em này. Tôi ghi thành thạo chưa? Một em pha lông vũ nhá, bên ngoài của nó là chất như bát ca, còn bên trong của nó là lông vũ cho em. Đấy em cứ dơ cho mọi người xem trước, xong rồi em cho mọi người xem bên trong sau nhá. Lông vũ cho em này. Em này size 20-23 cân mặc đẹp nhá, dưới 23 cân mặc đẹp cho em. Bên ngoài của nó giống như là bát ca, con này bé nam mặc sẽ đẹp hơn. Bé nam mặc sẽ đẹp hơn nhá, bên trong của nó là lông vũ này. Bên trong của nó là lông vũ nhá mọi người nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 200 nhá, ở mã số 19. 200.000 mã số 19 cho em. Ui này. Lông vũ đấy mọi người ơi. Bình thường nó cái dáng phao này nó không có lông vũ đâu, nhưng riêng con này là lông vũ nhá mọi người nhá. 22-24 cân, dưới 24 cân mặc đẹp cho em này. 108 lông vũ nhá, mã số 18. 108 mã 18 cho em nhá. Tiếp theo này, phao bé gái xinh mất xác luôn. Size 110 nhá, 17-19 cân ạ, dưới 19 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó 108, quá đẹp luôn, mã số 17. 180k, mã số 17 cho em nhá. 108, mã số 17 cho em. Tiếp theo nhá. Tiếp theo này. Cái phao này là phao hàng thể thao hiệu nhá mọi người nhá. Chào chị Lý Thị Thu Huyền. Để phải trưởng luôn mọi người. Nhìn cái mác nó to bằng bàn tay luôn á. Em này mác của đánh là size S, 7/8 là chắc 7-8 tuổi à. Mã 17 cho chị Ngọc vé máy bay ạ. Em này bé nhà chị nào cân nặng tầm 30-35 cân nhá, bé gái mặc đẹp hơn. Em này mức giá 160, mã số 15. Ui giời ơi, tôi chết đây. Bên trong của nó lông lông nhá. Công ty để được chốt tiếp. Đó là dáng tóc ca của bé gái nhá. Ngọc vé máy bay inbox luôn đi ạ. Bé nhà chị nào cân nặng tầm 30-33 cân nhá, dưới 33 cân mặc đẹp cho em ạ. Bên trong lót lông nhá mọi nhá. Bên trong lót lông cho em này. Em này mức giá của nó là 170 nhá, mã số 14 cho em này, 170, mã 14 cho em này. Mã 15 cho chị Hoàng Nguyễn. Bác ca lông vũ của bé gái cho em nhá. Trời ơi, cái pháo phao yêu không đỡ được luôn. Em này size 110, 17 cho đến 19 cân, maximum 20 cân quay đầu. Maximum 20 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em này mức giá 200, mã số 16. Địa chỉ đi ạ. Cầm cái phao xứng đáng luôn. 200.000 mã số 16 cho em. Em bán cái dòng này quá nhiều rồi. Mã 14 cho là chị Huyền Đặng ạ. Phản hồi em chưa bao giờ up feedback của phản hồi của khách lên nó quá nhiều luôn. 200 mã số 16 cho em. Tiếp theo một em phao lông vũ này. Blue Dog cho em. Phao lông vũ cho em nhá, mũ của nó phối lông thật cho em này. 16 chị Nhất Tương. Mũ phối lông thật cho em nhá mọi người nhá, có cúc dự phòng luôn. Em này bé nhà chị nào cân nặng 19-22 cân. 22 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Trời ơi, chất phao xịn luôn. 200.000 mã số 13. 200 cưa mã số 13 cho em này. Tiếp theo mấy em phao màu cam nhá. Phao của bọn trẻ con này màu sắc thật sự. Phao này bên trong của nó có lót lông nhá mọi người nhá, lót bông ạ. Em này các bé có cân nặng tầm từ 18-20 cân nhá, dưới 20 cân mặc đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá 160, mã số là 12. Con này mà mọi người không chốt nữa thì em cũng không biết là chốt con nào luôn. Mã 13 chốt là chị Dương Trà My ạ. Lông vũ cho em nhá mọi người nhá. Size này là dành cho bé size 120-23 cân. 19 cân có thể mặc được cho em. Dương Trà My inbox thông tin mới cho được tiếp. 20-23 cân mặc đẹp cho em này. Ui mẹ ơi. Cầm cái áo lên nó sướng dã man luôn. Em này lấy mọi người 250 nhá. Mã số em này là 200. 250 mã 200. Đẹp kinh khủng luôn. 250 mã 200 nha em. Cái gì á? 12 chị Nguyễn Minh. Được một cái áo bao 33 cân nữa là ok he he à. Được rồi, đợi tôi. Em còn lấy chị Sen Hồ đấy ạ. Đợi tôi 200 cho chị Thanh Loan ạ. Bạn chốt đơn gì ơi, có thấy mình không nhỉ? Lông vũ có bé gái cho em nhá, mũ lông màu hồng cho em này. Em này các bé có cân nặng tầm 17-20 cân nhá, lông vũ màu hồng bé gái này xinh thế. 170 mã em này là 261. 170k mã 261 cho em nhá. Ui này, cái chất phao của nó sò thật sự là sướng luôn. Em nói thật nhá mọi người, rất nhiều người đến nhà em mua hàng không mọi người cứ bảo em là sao có lộc bán hàng thế, không phải đâu mọi người ơi. Hàng nó chất ý, và giá nó tốt ý, thì chắc chắn là mọi người sẽ thích thôi. Nhận được cái áo phao sờ nó kiểu cái tem nó cứ dài như này là mọi người này. Xong cứ bảo có lộc không phải đâu, phải hàng vừa đẹp vừa rẻ đấy. Mã 261 cho là chị Nhím Xù ạ. Em này chị nào có con có cân nặng 19-23 cân nhá, dưới 23 cân mặc đẹp cái phao nó xịn dã man luôn. Em này mức giá 180, mã là 186 nhá. 180k mã 186 cho em này. Còn ghi lê. Một em ghi lê của người lớn nhá. Ghi lê của chắc cái chị nhá.
Như em của lớn này, em này là của Olavi, size M của người lớn cho em này. Quá đẹp luôn. Em này chị nào có nặng 48 cho đến 55 cân mặc đẹp, hàng của Olavi cho em nhá. Em này mức giá 200, mã em này là 323. 200k, mã em này là 323 của người lớn nhá. Mã 186 cho chị Thanh Xuân Nguyễn ạ. Một em phao đỏ nhá mọi nhá. Phao đỏ siêu xịn luôn. Cái sông diểu áo phao đỏ này em cảm giác nó chất lắm nhá. Em này các bé size to cho em này. Chắc phải tầm 48 đến 55 cân mặc được đấy mọi người ạ. Dòng này đi tuyết ngon luôn, 48 đến 55 cân. Mã 323 cho là chị Tuyết Lê ạ. Dưới 55 cân mặc đẹp cho em nhá, 48 đến 55 cân các bé trai. Em này 200 nghìn thôi, mã em này là 115. 200k mã 115 thì thẳng vật là một con này sướng luôn. 200k mã 115 chất siêu dày đẹp luôn. Quỳnh ơi Quỳnh. Quỳnh lên Quỳnh hạ thêm cái áo phao. Tuyết Lê đi. Phao nam xuống đây chị. Tuyết Lê chị đã nhận được đơn cũ rồi mà cái chốt đơn mới thế. Dừng luôn đi. Tiếp theo là một người pin poly nhá. Em này xem size gì này, hàng của châu Âu nhá mọi nhá. Em này size 150 nhá mọi nhá. À 115 chắc là chị Đỗ Kim Thanh ạ. Em này có thể làm di lê được và làm áo có tay được, bởi vì cái này nó có bỏ ra được này mọi người này. Vừa làm di lê được vừa áo có tay được luôn nhá. 33 cho đến 35 cân. Đúng rồi. 35 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 33 đến 35 cân cho em này. Em này mức giá 160 nhá, mã là 199, mã trần đấy. 160 mã 199 cho em này. Lông vũ siêu nhẹ. Cầm cái áo phao là sướng lắm mọi người ơi, nó không bị bay lông ra ấy. Em này bé như chị nào có nặng 19 đến 23 cân nhá, dưới 23 cân mặc đẹp cho em. Lông vũ siêu nhẹ của các bé trai. Bé trai cho em nhá. Chị nào lấy chốt giúp em này, 180 nhá. Mã em này là 198. 180k mã 198 cho em này. Hạ cho chị thêm cả bé gái luôn. Tuyết Lê chuyển khoản luôn cho em đơn cũ luôn nhá, em mới cho tiếp nhá. Mã 199 chốt là chị Linh Huyền ạ. Bước vào đi sợ gì. Tiếp theo. Con này thì quá đẹp luôn ấy. Mã 198 cho là chị Trần Kít ạ. À bé rồi. Cái này bé chị nào cân nặng tầm 30-33 cân này. Dưới 33 cân mặc đẹp cho em nhé. 33 cân quay đầu mặc đẹp màu đỏ thì quá xịn luôn á. Mức giá này là 200 nhá. Mã số 49 này. 200k mã số 49 cho em nhá. 200 nghìn mã 49. 33 cân quay đầu. Ơ chị gì bảo bảo 33 cân quay đầu đấy. Lấy cho con đấy đi. Size em này size to cho em này. Chất sao xịn dã man luôn. 40 cho 48 cân nhá. Linh Mimi ạ. Dưới 48 cân mặc đẹp cho em ạ. À. Em này em lấy mọi người mức giá là 200, chất dày đẹp lắm. Dưới 48 cân. Mã em này là 126 nhá. 48 cân quay đầu mặc đẹp mã 126 cho em này. Ui con này lại còn là ấm tuyệt vời luôn nhá. Con này mọi người lớn mặc được thì tốt. Size 145 của các bé nhá. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 40-45 cân bé trai cho em. Bên trong của nó lông vũ hết nhá. 40-45 cân này. Em này mức giá của nó là 200 nhá. Mã em này là 127. 127 cho em mọi người lấy con này đi này. Bảo hành cho mọi người con này luôn á. 127 cho em này. Đây. Lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. Siêu nhẹ. Siêu mỏng cánh luôn á. Đẹp vãi chưởng. Cầm cái áo phao sướng dã man. 127 chị Linh Huyền. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 35-40 cân nhá. Dưới 40 cân mặc đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người sorry mọi người, con này em phải từ 33-38 cân nhá. Dưới 38 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người 180, lông vũ siêu nhẹ nhá mọi nhá. Mã em này là 129 này. 129 nha em. Em chuyển hết là cái phần này này. Chứ hôm nay trẻ con là chính chị nhá. Người lớn hôm nay thỉnh thoảng lẫn là thôi chứ còn không có người lớn đâu chị ơi. Thỉnh thoảng lẫn, gọi là thỉnh thoảng lẫn. Mấy em phao của Lico Squid thôi chứ rồi hàng hiệu rồi các bà ơi. Lico Squid cho em này. Em này các bé size to cho em nhá. Size 85 này các con ở cân nặng size tầm từ 48 đến 52 cân nhá. 29 cho là chị dưới 52 cân mặc đẹp cho em hàng của Lico Squid nhá. 170 mã 130. 170k mã 130 cho em này. Đấy, em hạ xuống đây. Tiếp theo này một em phao đỏ rất đẹp nhưng bạn này bị mất mũ nhá mọi người nhá. Em này các bé size to cho em này. Bé nhà chị nào cái nặng 40-45 cân mặc đẹp nhưng mà nó bị mất mũ rồi. Ship 30.000 chị nhá. Ship bọn em để đồng giá nhá. Rồi, xin cảm ơn. Con xanh này đẹp thế này. Cầm cái phao nó sướng dã man. Mất mũ em đấy mọi người 100.000 nhá. 40 cho 45 cân. Mã số em này là 131 này.
131 cho em này. Đây giá 25 cân ạ. Ui, đợi em chút. Ui này. Lông vũ nhá. Em này à, bên trong một lớp lót trần luôn này mọi người này. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm 10 20 đến 23 cân. Bé nam nhá, 20 đến 23 cân, phao lông vũ cho em nhá mọi người nhá. 180 mã này là 132. 180k mã 132. Chất luôn đấy, dùng một từ chất luôn đấy. Mà em phao của bé gái này, cầm cái áo sướng luôn. Em này các bé size to cho em nhá. Em này bé giao lông vũ nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn này. Bên trong trần hết luôn đấy. À bên trong thì lót hết luôn đấy, mũ của nó có lót lông nhá. Mã 132 cho là chị Nguyễn Ngọc Huyền ạ. 40 cho 45 cân các bé gái mặc đẹp cho em. 40 45 cân size 160 đấy mọi người ạ. 40 45 cân nhá, chất phao của nó phao lông vũ màu xanh ngọc cho em nhá, rất sạch luôn. Em này mức giá 180 mã số 81 ạ. 180k mã số 81 cho em nhá mọi người nhá. Tiếp theo, mọi người biết Uniqlo chứ? Con này nó làm nó làm kiểu như Uniqlo ấy, nó là áo một lớp gió bên ngoài và một lớp lót lỉ bên trong. Dòng này thì quá là đẹp luôn ấy và hot ấy. Dễ mặc và thuận tiện. Em này à, size A6 thì mã 81 chắc là chị Linh Thùy ạ. Bé nhà chị nào cân nặng tầm từ 40 đến 48 cân nhá. Dưới 48 cân mà con này đẹp luôn, lót lỉ bên trong này. Em này 150 nhá mọi người nhá. Mã số này 33, tiện vô cùng luôn. 150 mã 33. Đây tôi. Linh Thùy inbox địa chỉ đi chị ơi. Tôi sẽ đi tìm size nhỏ cho các bà. Đây rồi, đây, size nhỏ đây rồi. Siêu nhẹ cho em này, hàng của Zara Boy nhá mọi người nhá. Em này các bé có nặng 19 cho đến 22 cân. Hàng của Zara Boy nhá, 19 đến 22 cân mặc đẹp cho em này. Em này mức giá của nó 160 nhá mọi người nhá, cái tag của nó dưới bị cắt ấy. 160 mã là 341. 160 mã 341 cho em này. 14 đến 17 cân của bé gái cho em nhá, 14 đến 17 cân này. 170 nhá, mã là 181. Lông vũ phối mũ lông cho em này, bé gái cho em nhá mọi người nhá. Size hàng này của Ralph Lauren cho em này. 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em nhá. Hàng của Ralph Lauren ạ. 341 cho là chị Trang Trần ạ. 14 đến 17 cân mặc đẹp cho em. Lông vũ hàng của Ralph Lauren có lắc luôn nhá. Có lắc xích này mọi người này. Chất chơi chưa. Hàng của Ralph Lauren nó hay ra trần ý. Đẹp. Em này 180, mã em này là 182, dưới 17 cân nhá. 180 mã 182. Mã 181 cho là chị Huyền Đặng ạ. Một em bomber hàng của em LB cho em nhá mọi người nhá. Con này có mũ lỉ ở mic ở bên trong này. Mọi người biết em LB chứ? Thôi, bà nào không biết em biết MLB thì thôi đừng dùng ấy nữa nhá. Đừng dùng hàng hiệu nữa nhá. Mã 182 tốt là chị Phương Anh Vũ ạ. 17 cho em 19 cân này, 17 19 cân mặc đẹp cho em này. Trời ơi, bọn trẻ con nó thích dòng này lắm, tin và trẻ. 17 19 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá 180, mã là 344 này. 180k mã 344 nên mà em phao trần rất là nhẹ luôn, bên trong một lót nhá. Em này mặc một tutu là rất là sướng luôn này. Em này bé nhà chị nào cân nặng tầm 14 đến 17 cân nhá, dưới 17 cân mặc đẹp cho em, hoa hoét của bé gái. 140, mã em này là 342. 140, mã em này là 342. Mã 344 chốt là chị Tân Nguyễn. Sai nhí này mọi người ơi. Xinh chưa? Ôi, nhức lách cho mình. Em này là cái mác bên trong mở rồi. 12 15 cân nhá, dưới 15 cân mặc đẹp cho em nhá. 150. Mã số em này là 192. 150, mã 192 cho em này. Hàng của Polo Ralph Lauren dành cho các con 18 tháng nhá. Dành cho các bé có cân nặng tầm 12 đến 15 cân. Dưới 15 cân mặc đẹp hàng của Polo Ralph Lauren nhá. Em này 140, mã em này là 345. 140, mã em này là 345. Các bạn size nhỏ không chốt là tôi sẽ lên size khác nhá. 192 cho là chị Trần Thúy ạ. Bắc ca nhá mọi nhá. Bắc ca các bé trai cho em này. Em này các bé có cân nặng tầm từ 13 đến 16 cân nhá. Dưới 16 cân mặc đẹp cho em này. Bé nam 16 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. 200.000 mã em này là 183. 200k mã 183 cho em nhá. Tiếp theo có một em này nó là phao lông vũ dáng dài size 140 nhưng nó bị mất mũ rồi mọi người ạ. Phao lông vũ dáng dài cho em nhá, nó là lông vũ này dành cho các bé có cân nặng tầm từ 30 cho đến 35 cân. Dưới 35 cân mà con này rất đẹp luôn, nó mất mũ. Em sẽ lấy mọi người 120 thôi, mã em này là 133. Mất mũ nhưng mà chất rất là đẹp luôn. 150 mã 133. Mã 183 cho là chị Thảo Nguyễn không giấu ạ. Mới thấy được chưa? Đang đủ chất chơi chưa? Có 55 cân không nha. Thỉnh thoảng quá. Không có nhiều đâu chị ạ. Công thức của tôi đâu rồi?
rồi, bomber này. Mã 133 chốt là chị Tiểu Mai. Tôi đang ở chỗ cho Dung, Dung trông nhé. Hướng dẫn bạn nhìn chính xác nhé. Tuyệt đối chính xác. Nó gửi ra không đổ mất. Quỳnh ngồi viết em ơi. Quỳnh ngồi viết giá đi. Để Dung ngồi. Có thế em không? Em không chốt được thế kìa. Thì 3, 4, 5 kìa. Đó. Không có gì đâu. 3, 4, 5 có. Không có cái gì đâu. 3, 5 chốt rồi. Bây giờ Dung đọc chốt. Quỳnh ghi. Được chưa? Nhìn mà anh ghi tên chính xác nhé. Từ dấu chấm dấu phẩy chính xác hết nhé. Ừ, đợi em chút nhé. Ủa nhá. Đây, nhìn đây nhá. Hai anh có đây, bé Nam size to cho em này. Bomber nhá, chất chơi luôn. 40 cho em, 48 các mặt đẹp cho em nhá. Dưới 48 các bé Nam cho em này. 180, mã là 118 nhá. 180k, mã số này là 118 cho em này. Tiếp theo, một em này dòng đi tuyết cho em nhá mọi người nhá. Size to. Size này các bé có cái nặng size to đây này. Con này khả năng là tầm bé nghe chị nào có cân nặng 40 trên 45 cân, dưới 45 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 180 dòng đi tuyết nhá. Mã này là 134. 180k, mã số 134 cho em này. Một em phao của Fila, rất rất đẹp luôn. Phao của Fila nhá, bản này mũ còn nguyên. Mã 118 cho chị Hiền Linh ạ. Em đọc đi không để các bạn ghi hiểu chưa? Dần dần thôi. Không đọc đâu. Đắp một kiểu này không cũng được. Em này size to cho anh nhá. Bé nhà chị nào cân nặng tầm 20-25 cho đến 27-30 cân nhá. Dưới 30 cân mặc đẹp phao của Fila nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó là 200 ạ. Màu cam này quá đẹp luôn. Con này chưa một lần nào em ế hàng với con này luôn. Bởi vì chất nó rất là đẹp luôn. Em này mức giá của nó là 200 nhá mọi nhá. Mã số 45. 200k mã số 45 cho em này. Còn con bomber nào size 130 không chị? Một em phao của Bri Cắc Đanh nhá mọi nhá. Mấy em phao của Bri Cắc Đanh. Bên ngoài có là lụa cho em nhá. Bé nghe chị nào cân nặng tầm từ 45 cho chị Hiền Linh ạ. Bé nghe chị nào cân nặng tầm từ 24 cho đến 28 cân. Dưới 28 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này lấy mọi người 160, mã số là 50. 160 mã số 50, size 130 còn rất nhiều. Nhưng là mà khu nào thì chưa biết nhá mọi người nhá. Lông vũ siêu nhẹ cho em này. Bé trai size to. Bé trai nhà chị nào size to đây này. Bé nhà chị nào cân nặng tầm 43-48 cân mặc đẹp cho em nhá. Dưới 48 cân pha lông vũ nhá mọi người nhá. Bé trai. Em này mức giá của nó là 180, mã số 46. 180k, mã 46 cho em. 180, mã 46. Ui giời ơi, tôi chết rồi. Một em này của Ralph Lauren á. Lên mãi chị ơi. Một em của Polo Ralph Lauren, lông vũ siêu nhẹ Polo Ralph Lauren cho em nhá. Em này các bé có nặng 23-26 cân nhá. Dưới 26 cân con Ralph Lauren này siêu đẹp của bé gái. Ralph Lauren cho em nhá. Mã 46 cho chị Quỳnh Trần ạ. Em này mức giá 200.000, mã số em này là 83. 200k mã số 83 cho em. Mỹ mãn luôn này. Tiếp theo em này của London cho em nhá. Forley. Em này à, bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 27 cho đến 30 cân nhá. Trần này bé gái mặc đẹp hơn. 27 30 cân nhá. Em này 180 mã số 82. Ít lắm chị ơi. Mã 83 cho là chị Trang Trần ạ. Con trai chị sắp lấy vợ được rồi. Tiếp theo nhá. Em này cứ trên 50 cân là các bé vào chốt sai người lớn hết. Em này mắc của đánh là size S của người lớn này. 45 đến 50 cân mặc đẹp nhá. 45 đến 50 cân mặc đẹp cho em của người lớn cho em nhá mọi người nhá. Em này phao Trần cho em này, em lấy 180 nhá. Size S của người lớn. Mã số em này là mã 89. Mã 82 cho là chị Phú Quang Ngọc ạ. Cho nó ở riêng rồi, mặc quần xịp được rồi, có mua đồ chỉ con cái gì nữa. Một em phao lông vũ tiếp này. Em này chắc là của người lớn rồi. Và của bé nhá, bé gái cho em. Bà nào có con lớn dã man luôn ấy. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 35 đến 40 cân nhá. Dưới 40 cân mặc đẹp cho em này. 40 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Phao lông vũ ạ. 150, mã em này là 60. 150, mã 60 cho em. Tiếp theo này. Em này nó là phao lông vũ màu đỏ của các bé gái cho em nhá. Có chiếc eo bên cạnh luôn á. Em này 19 cho đến 23 cân nhá. Phao lông vũ ạ. 19 đến 23 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 180, mã em này là 296 hàng hiệu. 180 mã 296 cho em này. Đừng có thêm là gì nữa. Em này bé chỉ nào 19 đến 22 cân.
dưới 22 cân mặc siêu đẹp luôn của bé Nam nhá. 22 cân quay đầu. Em này 200.000, mã số em này là 2 mấy đấy? Mã số là 29 cho em nhé. 29 cho em này. Tiếp theo em này là lông vũ, lông ngỗng này. Lông ngỗng siêu nhẹ luôn nhá, size 130 của bé Nam cho em này. Con này chỉ tầm mấy gram thôi, mấy gram thôi. Mã 296 cho em là 26 cân nhá, dưới 26 cân. Lông ngỗng siêu nhẹ của các bé Nam. Bé Nam nhá, dưới 26 cân mặc đẹp nhá. 108, mã số em này là 298. 108, mã 298 cho em này. Một em hàng hàng này là size S của người lớn à. Một em cái mác nó to như bàn tay luôn này, hàng của kid thôi. Em này bé chắc 30 35 cân. 29 chốt cho chị Nguyệt Minh ạ. 30 đến 35 cân nhá, dưới 35 cân của các con mặc đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá là 170 nhá. Ủa cái mác của nó này. Cái này. Mã 298 chốt cho chị Hiền Thu. Dưới 35 cân nhá, 170, mã em này là 294. 170k mã 294 cho em nhá. Black Jill, siêu siêu xịn luôn, hàng hiệu luôn nhé mọi nhá. Black Jill. Black Jill cho em nhá, lông vũ này. Em này là 20 cho 23 cân nhá, dưới 23 cân mặc đẹp của bé Nam cho em. Em này mức giá của nó là 180, mã em này là 295. 180k mã 295 cho em. Mã 294 cho đây chị Linh Huyền ạ. Tiếp theo nhé mọi nhá. Em này là phao của các bé gái tầm 13 15 tuổi nhá mọi nhá. Bé như chị nào cân nặng tầm từ 35 đến 40 cân, dưới 40 cân mặc ok luôn, phao của bé gái nhá, 150, mã em là 286. 150, mã 286 cho em. Baby Gap cho em nhá. Em này các bé có cân nặng tầm từ 15 đến 18 cân nhá, dưới 18 cân mặc đẹp cho em. Phao lông vũ của Baby Gap, những con này thì cũng phải vài củ rồi. Tầm phải con những con này phải tầm khoảng rơi vào khoảng tầm 600 ấy, 600 nó tương đương 1.8 triệu 9 của Việt Nam mình luôn á. Đó, dưới 18 cân cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 200.000, mã số là 313. 200k mã 313 cho em ạ. Một em phao trần đơn giản cho mọi người này. Em 286 này... cho là chị Quỳnh Như ạ. Phao trần đơn giản nhá. Em này các bé 15 đến 18 cân ạ, dưới 18 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 140, mã số em này là 312. 314, mã số em này là 312. Trời ơi, lông vũ siêu đẹp mà con này mất mũ rồi các bà ơi. Còn bé gái cho em nhé mọi nhá. Bé nhà chị nào 30 cho đến 35 cân, dưới 35 cân mà con này rất đẹp luôn. Lông vũ như là mất mũ em lấy 120 thôi. Mã số 79 này. Thỉnh thoảng con mất mũ, hiếm con mất mũ lắm. Đẹp lắm. Mã số 79 cho em này. Ui này. Đẹp vãi trưởng luôn, cái này mà người lớn mặc được không? Ôi mọi người đợi em chút nhá. Em thấy em tải khó lắm. Ui con này, chị nào tin em thì lấy luôn. 312 cho chị Tuyết Tuyết. Chất đẹp tuyệt vời. Em này 57-62 cân này. Dưới 62 cân mặc đẹp cho em nhá. Chất nó đẹp lắm luôn. 57 cho chị Ly Bích ạ. Chất nó siêu đẹp luôn này. Nó giống như dòng lỉ của bọn Nai Linh đó mọi người. Chất nó dày, nó mịn, nó căng ấy. Đó, em này các chị có cân nặng 57-62 cân nhá. Em lấy mọi người mức giá em này là 200 nhá. Mã số 86. 200k mã số 86 cho em. 200k mã số 86 cho em nhé mọi người nhá. Tiếp theo. Em này có tiếp theo nhá. Fila. Fila các bé có cân nặng tầm từ 28 đến 31 cân nhá. Dưới 31 cân mặc đẹp cho em này. Em này 170 nhá, hàng của Fila. Mã số em này là mã 71 cho em nhá. Dưới 30, 31, 32 cân quay đầu mặc đẹp. Mã số 71 cho em này. 71. Tiếp tục ạ. Con này đóng khuy đây. Mũ có phối lông nhé. Cái lông này có thể tháo ra được này mọi người này. Lông có thể tháo ra được cho em này. Hàng của Gap Kit nhá. Em này à... lông vũ cho em này. Size to nhá mọi người nhá. Mã 71 cho chị Minh Nguyễn. Bé nhà chị nào cân nặng 38 đến 45 cân nhá. Dưới 4. Em có thấy chị Lê Thúy ạ. Em phải xem size bên dưới vì cái này nó ghi là size XL thôi. Em này các bé có cân nặng tầm từ 33 đến 38 cân thôi nhá. Dưới 38 cân. 38 cân quay đầu nhá. Phao lông vũ của Gap nhá. 180, mã số em này là 72. 180k mã số 72 cho em nhá. Phao bé gái này. Màu hồng rất xinh luôn. Em này size 140 nhá, 27-30 cân. Dưới 30 cân mặc đẹp cho em nhá. 30 cân quay đầu mặc xinh cho em nhá mọi nhá. 180, mã số em này là 74. 180k, mã số 74 cho em.
180k mã số 74. Hello Kitty. 27 30 cân mặc đẹp cho em này. Hello Kitty xinh quá. Đăng tao có lơ nhá. 27 đến 30 cân mặc đẹp cho em nhá. Thằng con nhà giàu đấy mọi người ạ. Em này mức giá của nó là 170 nhá, mã số 76 cho em này, hàng của Hello Kitty. 170 mã số 76 cho em. Mã 74 chắc là chị Hiền Tô ạ. Em này size to cho em nhá, cái này có kiểu bọn người lớn này, lông vũ của người lớn nhá. Bạn này không ngu đâu mọi người ơi. Chị nào có cân nặng tầm từ 50 55 cân mặc đẹp cho em nhá. 50 đến 55 cân mặc đẹp cho em này, em lấy 180. Bạn này không ngu đâu. 76 cho nó. Mã số em này là 77 của người lớn. 77 cho em nhá. 77 cho em này. Em ơi, Trần nhá mọi nhá. Mà em Trần của Oho Kids này. 20 đến 24 cân nhá, dưới 24 cân mặc đẹp Trần đơn giản thôi. Nó rất là xịn luôn. Em này em lấy mọi người 150 nhá. Mã số em này là 11. 150, mã số 11 cho em. Tiếp theo nhá. Ủa con này bị hỏng. Mã 77 cho ra chị mưa khóc ạ. Tiếp theo em này size to này, bé như chị nào cân nặng tầm 40 chuẩn 45 cân nhá. 40 45 cân mặc đẹp cho em nhá. Bé gái thôi. Em này em lấy mọi người mức giá là 150, mã số này là 73. 150, mã 73 cho em nhá. Zile lông vũ siêu nhẹ. 11 của chị Phương Anh Vũ. Em này hàng của Pháp cho em nhá. Hàng em này chị nào có con trai nhá, có cân nặng tầm từ 33 đến 38 cân mặc đẹp cho em nhá. Em lấy mọi người mức giá em này là 160, mã là 111. 160k, mã 111 cho em này. Mã 73 cho là chị Uyên Phạm Ngọc ạ. Tiếp theo nhá mọi nhá. Bóc địa chỉ đi ạ. Con này size S của người lớn à, size 55 này. Size S của người lớn. Con này bé lắm, cái này là phao lông vũ của các bé nhá. Em này hàng của Adidas của chị Nguyễn Thúy ạ. Bé nhà chị nào cân nặng 30 chuẩn 33 cân nhá. 27 30 cân nha mọi người này. 27 30 cân mặc đẹp cho em nhá. Em lấy mọi người mức giá của em này là 170. Phao của Adidas nhá, mã số 38. 170k mã số 38 cho em này. Bắc ca của các bé trai nhá. Ấm lắm. Độ mới như 100% luôn. Em này các con size to cho em này. Mác của đấy là size 150 nhá. Em này 35 đến 40 cân các con luôn. Dưới 40 cân nhá mọi nhá. Có mũ cho em này, bé trai. Họa tiết của nó ra là kiểu như là sao nhỉ? Họa tiết của nó là 38 cho là chị Bảo Khang ạ. Đùa màu bộ đội, màu bộ đội cho em. 35 40 cân nhá, 180 này. Mã số em này 53. Còn bé gái 20 cân. Bé gái còn đấy, chả biết chỗ nào đâu. Gáp kit siêu đẹp luôn. Ôi chết rồi. 35 đến 40 cân em gáp kit này nhá. Trời ơi chất xịn luôn đấy. 35 đến 40 cân mặc đẹp cho em nhá. 180 mã số 54. Hàng hiệu luôn. 180k mã số 54 cho em này. Mã 53 cho là chị Nguyễn Thanh Hiên. Con này thì chất như nước cắt luôn ạ. 40 45 cân các bé à. Chắc chỉ 40 45 cân. Quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Người lớn trẻ con đều mặc đẹp luôn. Mặc lên xinh lắm. Có cái mũ này. 50 cân quay đầu mặc đẹp. 45 đến 50 cân nhá. Em này mức giá 200.000. Trời ơi, con này quá chất luôn. Mã số em này là 56. 200k mã số 56 cho em nhá mọi nhá. Đẹp chưa? Đúng thật ta nhá. Mưu led cho em nhá. 23 26 cân mặc đẹp cho em. Phao lông vũ. Mưu led con, những con này mọi người lấy đi. Số lượng không có nhiều. 23 đến 26 cân mặc đẹp cho em này. Lông vũ cho em nhá. 200.000, mã số em này là 55. 200k, mã số 55. Bé trai trai to nhanh tay luôn. Mác nó to như bàn tay chứ bà. Con này là đi tuyết luôn này. Này chắc của các bố chứ gì, các con gì mà to này. Chồng mã, chị nào có cân nặng 55 60 cân? Mã 55 cho chị Bạch Thanh ạ. Dưới 60 cân mặc đẹp cho em nhá. Em lấy mọi người 180 mã số 52. Chồng thôi. 180 mã số 52 cho em. Trời ơi, siêu nhẹ này mọi người ơi. Lông vũ siêu nhẹ cho em này. Em này bé như chị nào size có cân nặng tầm từ 17 đến 10 17 trên 19 cân. 19 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em lấy mọi người mức giá của em này là 52 cho 160. Lông vũ siêu nhẹ mã 196 nhá. Bé gái cho em này, mũ phối lông thật nhá mọi người nhá. Men Korea.
Vắt lông toàn bộ luôn này mọi người ơi. Màu hồng rất xinh luôn. Em này các bé có cân nặng tầm từ 18 đến 20 cân nhá. 20 cân cho chị Bảo Khang ạ. Em này em lấy mọi người mức giá là 180, mã là 197. Em có thấy chị Huyền Trang thế 180 mã 197 cho em nhé mọi người nhá. 196 kìa. Size 110 cho em nhé mọi người nhá. Bên trong của nó màu cam này. Em này các bé 18 đến 20 cân nhá, dưới 20 cân mặc đẹp cho em. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 150 đi, mã số 95. Mã 197 cho là chị Hương Thân ạ. Zile, Long Vũ à. Hàng của Mỹ nhá mọi người nhá. USA cho em này, con này size to, con này của người lớn mặc được luôn ý. Con này mặc nó là hai mặt nhá mọi người nhá. Em có thấy chị Dũng Vân ạ. Một em Zile hai mặt cho em, một đen một xám nha này, bé nam. Bé nhà chị nào có cân nặng. Ủa. 50 chị 57 cân mặc đẹp cho em nhá. 50 57 cân. À. Bé nam chị nào dưới 57 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này à, em lấy mọi người mức giá của nó 150, hàng của Mỹ á, mã 105. 105 cho em này. Một em Zile hàng của Nike nhá mọi người nhá. Mã của đánh là size S của Nike thôi nhưng con này chắc là của nam rồi. S nào của nữ này. Một em hàng Nike chính hãng luôn. Có thấy chị Đinh Huyền Trang ạ. Ủa xinh thế này. 50 đến 55 cân mặc đẹp nhá, hàng của Nike. 50 55 cân nhá. 150. Mã này 107. 107 cho em này. Có vài em Zile lên luôn nhá, không sợ hết Zile mất rồi. Một em của Tommy Jean nhá mọi người nhá. Hàng hiệu luôn này. Size M. 50 đến 55 cân mặc đẹp của Tommy Jean nhá mọi người nhá. Em Zile là 140, mã 108 người lớn nhá. 50 đến 55 cân, 140, mã 108. Em có thấy chị lên được Linh ạ. Tiếp theo này, một em áo phao các bé nhá, có lót lỉ bên trong. Mã 107 cho là chị Nguyễn Thanh Hiên. Đẹp chưa này. Em này 30, 35 cân nhá. 35 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 35 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 160 này. Mã 108 cho là chị Vũ Huệ ạ. 160, mã 51 cho em này. Ui trời. Em có thấy chị Thùy Linh ạ. Dừng Vũ Huệ đem này. Cái này chắc phải bố. Chị Vũ Huệ inbox để chỉ mới cho được tiếp. Bé bố nha chị nào này. Size to cho em nhá. Hoặc là bản thân chị nào có con lớn cho em này. 50 thì 55 cân này. Ui đẹp vãi đái luôn các chị ơi. 50 55 cân. Cái này bé hoặc là các chị mặc cũng rất được luôn. Hoặc là chồng chị nào mà 50 55 cân vẫn mặc được luôn ý. Long Vũ cho em nhá. Con này em bán cho một người 250. Mã số này 54. 250 mã số 54. Mã 51 cho là chị Lê Nhật Linh. Ôi, bomber cho em này. Size 11 cho em nhá mọi nhá. Con này size to ạ. Em này các bé 35 đến 40 cân nhá, dưới 40 cân mặc đẹp cho em, bé gái, bé trai đều mặc đẹp luôn. Mã số này 150 mã 48. 150 mã 48. Paka. Size M cho em này. Paka Long Vũ cho em này. Ui chất phao đẹp gọi là nhức lách luôn. Mã 54 cho là chị Nguyễn Huyền ạ. Long Vũ mọi người ạ. 40-48 cân mà con này rất đẹp luôn. 40-48 cân nhất chất lắm luôn. Em này cũng lấy 250. Nhận được phê loi mắt luôn ý. Mã số này 47. Mã 47 cho em. Em mê cái dòng này lắm. Chiều nay em mở gần chục kiện phao luôn mọi người ạ. Và mã số 8 cho là chị Lương Phùng không tin vui cho các chị nữ. Và rất nhiều phao đẹp cho các chị nữ. Em có thấy chị làm biết ạ. Con này chất dày đẹp chưa? Long Vũ cho em nhé mọi người. 33 đến 38 cân nhá. 38 cân quay đầu các bé mặc đẹp cho em này. Long Vũ nhé mọi người nhá. 38 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Mã 47 cho là chị Linh Phương ạ. Long Vũ nhá. 180 mã này là 117. 180 mã 117 cho em nhá. Mỗi em phao trần thôi. Em này bé nhà chị nào cân nặng 24 đến 27 cân nhá. Dưới 27 cân mặc đẹp cho em này. 150 mã là 119. 150 mã 119 nhá. Đây. Chỗ này ôi mẹ ơi toàn siêu phẩm thôi các bà ơi. Hàng hiệu của Robert này.
Mã 117 chốt là chị Nguyễn Dịu ạ. 23 27 cân nhá. 27 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Con này thì quá đẹp luôn. 250. Mã em này là 120. Nguyễn Dịu inbox số điện thoại địa chỉ mới cho được tiếp. 250 mã 120 nhá. Nguyễn Dịu đi. Ngất trên mình quất luôn. 250 mã 120 cho em này. Mã em của mã 119 chốt là chị Đinh Huyền Trang. Mã em của cây Wish. Mũ mão đầy đủ nhá mọi nhá. Cây quýt cho em này, phao lông vũ. Mã 120 cho nó chị Mai Anh ạ. Em này size to. Mã của này size 130 nhưng phải tương đương với size 150 ấy. 33 trên 38 cân nhá, dưới 38 cân mà con này đẹp luôn. 38 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người 200.000, mã này là 11121. 300.000 200.000 mã 121. 200k mã 121 cho em. Một em kiểu cây quýt tiết này, cũng bằng con đấy nhưng mà con này to hơn. Em này các bé có cân nặng tầm từ 38-42 cân nhá. Dưới 42 cân mặc đẹp nhưng bản này bị mất mũ mọi người ạ. Bị mất mũ, mà cái áo chứ rồi, cái áo này nó còn hơi bị rách nữa. Áo này nó hơi bị rách rồi một tí nữa. Bỏ qua luôn nha. Mã 121 cho chị Ly Bích ạ. Cây quýt này, lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. Em này bé như chị nào cân nặng 33-38 cân tiếp này. Dưới 38 cân mặt đẹp cũng là của cây quýt luôn. Bé nam nhá. Em này mức giá của nó 200.000. Mã này 123. 200k mã 123 cho em. Con phao này chất thật sự luôn. Hào dòng đi tuyết cho em nhá. 30-35 cân của bé gái cho em nhá. Có đai 30-35 cân của bé gái cho em nhá. Dòng đi tuyết đấy. Ấm lắm luôn. Em này em lấy mọi người mức giá là 180. Mã số 75. Xịn xòi từng chi tiết luôn. 180k mã số 75 cho em. Mã 123 cho chị Hiền Lê ạ. 180k mã 75 cho em. Không chưa. Mấy em bé mà nam cho em này. Quỳnh sắp đi. Bây giờ Dung ngồi dẫn bạn đọc đi. Đọc ghi, đọc có người ghi giá nữa. Mình vừa sắp rồi ghi giá. Bình thường vẫn thế. Quá đẹp thì ạ. Đây là 75 kìa. Mã 75 chốt cho chị Thanh Sen Trần Thị ạ. 35 Phương Ngọc đi. Nghe cú pháp chưa? Mã này đọc cho chị này. Tốt cho chị này. 35-40 cân nhá. Dưới 40 cân các bé trai mặc đẹp cho em nhá. 40 cân quay đầu này. Em lấy mọi người 150. Mã em này là 124. 150 mã 124 cho em nhá. Đọc to rõ ràng. Lý nhí này này. Chưa ăn cơm. Ăn cơm chưa? Anh Dung dáng đàn chị vãi chưa? Ăn cơm chưa? Này, con này là di lê siêu đẹp của bé gái này. Ôi, 22-25 cân mặc đẹp cho em nhá. Tết bưởi rất đẹp luôn mọi người ạ. 150, mã là 321. 150, mã 321 cho em này. Di lê tiếp nhá mọi người nhá. Em này bé chị nào có cân nặng tầm 17-20 cân mặc đẹp nhá. 140, mã em này là 325. 140, mã 325 cho em này. Con di lê lông phối toàn bộ bên trong luôn. 124 chốt cho chị dâu xứ là ạ. Đọc to lên. Xả nó dùng lại cho người tiếp theo. Mã 321 chốt cho chị Hương Thân ạ. Đọc cái lại mã 124 gì ạ. 124 đọc lại cái khác đi. 124 chốt chị Đông Bắc ạ. To lên em ơi. To, uống hết cả cốc trà sữa đi đọc bé đi. Em này các bé có cân nặng tầm 23. 325 cho nó chị Thảo Lê ạ. 23-26 cân mặc đẹp nhá. Em này mức giá 150. Mã em này là 326 cho em này. 150 mã 326 cho em này. Nhà chị không có ai người nói nhỏ thì thần nói to. Phương đọc lại đi nhá. Em này 14-17 cân mặc đẹp nhá. 140 mã là 320. Nghe em toàn người nói to rồi nói nhỏ, bắt phải nói to. Em này bé chị nào có nặng 17-19 cân nhá. Trần nhẹ thôi, 17-19 cân nhá. 120 mã là 343. Mã 326 cho chị Nguyên Xanh ạ. Rồi, khá khẩm hơn tí. Em này á, bé gái rất xinh luôn này. Em sẽ cởi ra cho mọi người bên trong nó như nào nhá. Nguyên Xanh em bóc địa chỉ đi ạ. Hả? Trắng mút luôn ấy. Em này bé nha chị nào có cân nặng tầm 14-17 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này 180, mã số là 340. 180, mã 340 cho em. Mở cổ loa của họng ra. 16-18 cân nhá, dưới 18 cân này, 150 nhá. Phao trần mã là 339. 150 mã 339 cho em này. Ui cái tai xinh quá. 343 cho chị Thúy Trần ạ. Không giấu ạ. 14-17 cân nha em nhá. Mày đọc lạc tông chị quá đi.
14 đến 17 cân mặc đẹp cho em. Có tay nhá mọi nhá. Em này 180 mã là 337. 180 mã 337 cho em. 340 cho chị tặng xe này. Ạ. Mã 339 chốt cho chị Tân Nguyễn ạ. Con này size to cho em này. Con này phải 60 65 cân mới mặc vừa luôn. To hẳn luôn đấy. Nó là một em dòng thể thao mọi người. Để cho Phương đọc đi. Đúng rồi. 60 đến 65 cân của các bạn trai nhá. Bé trai thì 60 65 cân. Chốt cho chị Trang Thúy ạ. Em lấy mọi người 120 nhá, mã 109 cho em này. 337 luôn, 337. Mã này thì chấm đọc số cho chị Trang Thúy. Em này bé trai thì đào cái nặng tầm từ 43 đến dưới 48 cân nhá. 48 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Di lê này em lấy 150, mã này là 110. 150, mã 110 nha. Bé gái rất xinh luôn này. Một con di lê chị ạ. Dồn đơn với khách cũ nhá. Khách mới mọi người mua thử 1 2 cái thôi, đừng chốt nhiều quá nó xả ra tí. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 28 đến 32 cân nhá. 32 cân quay đầu của bé gái cho em này. 150, mã em này là 112. Di lê rất đẹp luôn. 150, mã 112 cho em này. Mã 110 chốt chị Linh Phương ạ. Không giấu ạ. Đúng rồi. Em này 40 cho đến 48 cân nhá. Dưới 48 cân các bé nam. 150, mã 113. 150, mã số em này là 113 cho em. 150, mã 113. Mọi người ơi, con này mã 112 cho chị Liên Đỗ ạ. Cái này là của nó là di lê của các bé trai. Có cân nặng tầm từ 53 cho đến 55 cân nhá. 57 cân quay đầu. Dưới 57 cân các bé trai cho em này. Ở bên trong của nó lót lông mọi người ạ. Nó giống như kiểu da lộn lót lông nhưng mà không phải da lộn đâu. Bên ngoài của nó là một lớp lì giống như là sao nhỉ? Lì giống như là sờ như nhung. Mã 113 chốt cho chị Phan Lan Anh ạ. 53 57 cân của các bé nhá, bé trai này chị nào. Em lấy mọi người mức giá 140 nhá. Mã số này là 114. 140, mã 114 cho em này. Ui giời ơi, mũ mão đầy đủ cho em này, phao lông vũ cho em nhá. Cái này mọi người lớn mặc được thì cứ lấy luôn cho người lớn, đừng có lấy cho các bé. Phí lắm. Em này size 155. 50 đến 55 cân các bé trai nhá. Lông vũ cho em này, 50 đến 55 cân nhá. Em này mức giá của nó là 200. Mã số em này là 37. 200k mã số 37 cho em. 200k mã số 37 cho em này. Có thấy anh Trần Quang Thu ạ. Anh hay chị? Anh ạ. Thấy anh không ạ? Để hình anh. Tiếp theo nhá. Em này bé Phila của các bé có cân nặng tầm từ 26 trên 30 cân, dưới 30 cân mặc đẹp cho em nhá. Áo Phila này, 180 nhá, mã số 36. 180 mã số 36. 337. Chốt cho chị Thu Thảo Nguyễn ạ. Tiếp theo này, em này nó là Trần Bình Đường thôi. Bé trai này chị nào cân nặng tầm 35 40 cân nhá. Dưới 40 cân này em lấy 120, mã số em này 43. Dưới 40 cân nhá, 120 mã 43 cho em. Lông vũ cho em này, xịn quá luôn. Mày bỏ chữ Mai đọc ngắn gọn to như thế nào. 36 chị Hạnh Phạm ạ. Đọc thế. Bé trai nhà chị nào cân nặng 45 cho đến 52 cân nhá. Dưới 52 cân của các bé trai mặc đẹp cho em. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 180 lông vũ nhá. Có mũ ạ, mã số 14. Mã 14 cho em. Ôi chết rồi. Hủy mã 14 nhá. Cái tay của nó bị sờn lắm. Cái thân của nó rất đẹp nhưng tay nó sờn. Em không sờ thế. Em có thấy chị Mai Liễu ạ. Đúng rồi, nó như thế. Ai làm gì em đâu. Mã 43 chốt cho anh Mã 43 chốt cho chị Dương Lương ạ. Em này bé nha chị nào có nặng 35 đến 40 cân nhá, dưới 40 cân mặc đẹp cho em này. Em lấy mọi người mức giá 160 nhá, mã số 70. Dương Lương bao kia chỉ luôn hết này. 160 mã 70 cho em. Không có chốt cho anh nào hết, chốt cho chị hết. Anh thì anh phải tự xưng lên. Thôi chết rồi. Blueberry mọi người ơi. Blueberry size XL. Blueberry cho em nhá. 14 xả bởi vì sờn tay. 14 xả đấy chị nhá. Cái đấy nó bị sờn tay rồi chị ạ. Blueberry của các bé này, đẹp vãi trưởng. Blueberry màu đỏ nhá mọi nhá, nhận được con này sướng luôn. Bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 28 đến 32 cân quay đầu mặc đẹp nhá. 32 cân quay đầu mặc đẹp này. Em lấy mọi người mức giá của em này là 200.000, mã em này là 273. 200k mã 273. Ủa. Cầm cái áo phao lên sướng cả người luôn này. Bên trong phối lông thật nhá mọi nhá. Em này các bé size 110 ạ, 17 19 cân mặc đẹp cho em.
bên trong của nó phối lông thật hết luôn. Phối lông thật ở viền này mọi người này, 17 đến 19 cân mặc đẹp nhá. Em này 200.000, mà em này 262, lông vũ ạ. 200k mà 262. Chốt cho chị bon bon ạ. Mọi người thông cảm nhé, hôm nay có bạn mẫu, một bạn nhân viên đọc chốt mới. Bạn này đang test, đang test đấy. Chốt test. Tiếp theo mấy em Trần của bé gái rất xinh luôn này. Bé nghe chị nào, cân nặng tầm 22-25 cân nhá. Dưới 25 cân mặc em Trần này đẹp nhá mọi người nhá. 262 chốt cho chị Tinh Nguyễn ạ. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 150, mã là 311. Đấy là hình ảnh lúc mà em mới đi làm đấy. Đừng có cười. Tầm Nguyễn thì Tinh Nguyễn đâu? Có Tinh ạ. London Fox này mọi người. Thì Nguyễn đi bóc luôn số điện thoại địa chỉ đi ạ. London Fox của bé gái rất là đẹp luôn, nó là áo gió nhá mọi nhá. Chị ơi hàng si chị nhá. Em bán hàng si á. Mã 311 cho tôi chị Hạnh Phạm ạ. London Fox cho em này. Bé chị áo cân nặng tầm 20 đến 23 cân nhá. Dưới 23 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. 120, mã số em này là 263. 120 mã 263 cho em này. Màu đỏ rất xinh luôn bé gái nhá mọi nhá. Lông vũ nhá mọi nhá. 14 đến 17 cân. Dưới 17 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá mọi nhá. Em này mức giá của nó là 170, mã em này là 265. 170 mã 265 cho em này. Tôm kit đẹp phát trưởng. Tôm kit này các bé có cân nặng tầm 24 đến 26 cân nhá. Dưới 26 cân. 263 cho Hạnh Phạm ạ. Chốt cho chị nào. Đừng có nói không như thế. Vâng. 23 đến 24 đến 26 cân mặc đẹp cho em nhá. 150 mã em này là 293. Nói phải có đầu có cuối, không thì kiểu nói liên thiên. Số 265 chốt cho chị Băng Seni ạ. Không có chữ số. Mã bao nhiêu chốt cho chị nào? Trời ơi. Một câu ấy mà mỗi lúc cũng đọc kiểu. Ngoài ăn cơm cứ thích ăn canh với cả ăn đấy. Tôi chết luôn rồi. Mỗi mã này chốt cho chị này. Nghe nhiều có thành quen. Số mã này chốt cho chị này. 23 293 cho chị Huyền Nguyễn ạ. 23 27 cân nhá. 23 27 cân mặc đẹp lông vũ siêu nhẹ nhá. Em này mức giá 170, mã là 270. Nhân viên mới nhà em đến là bị mắng liên tục luôn mọi người. Fila hàng Italy cho em này. Dã man luôn. Em này 18 đến 20 cân nhá. Tí nó khóc rồi. Rồi khóc rồi. 18 đến 20 cân mặc đẹp. Mới là mình mặt 18 đến 20 cân mặc đẹp cho em nhá. Em là 270 chốt cho chị Ngô Hoài Thu. Villa của Italy nhá, 108. Mã số em này là 267. Mười nay buổi làm đi đầu tiên thì anh chị dọa cho khóc luôn. Thấy chưa? Qua em vượt qua được cái ngày đấy thì bây giờ em phải cứng rắn không? Mặt em phải dày hơn không? Đấy, một em của HM cho em này. Mã 267 chốt cho chị Thanh Loan ạ. HM này size 120 cho em nhá. 20-23 cân nhá. 20-23 cân mặc đẹp cho em nhá. Phao của HM nhá. Em này 180 nhá mọi nhá. Mã số là 274. Có size 45 cân con trai không bạn? Size 45 cân bé trai ít thôi mọi người ạ. Không có nhiều đâu. Tiếp theo nhá. Em này lót bộ bên trong này. Em này bé chị áo cân nặng tầm từ 15 đến 18 cân nhé, phao lông vũ ạ. Dưới 18 cân này, 150, mã là 184. 150 mã 184. Có em này đẹp quá mà bị mất mũi rồi bà ơi. Mã 274 chốt cho chị Bảo Khang ạ. 20 đến 23 cân của bé gái cho em như bị mất mũi rồi. 20 đến 23 cân nhé mọi nhá. Đẹp lắm luôn này. Mất mũ em lấy mọi người 100.000 nhá, chất tao dày xịn luôn ạ. 100k, mã số là 275. 100.000 mà 275 cho em này, một con đẹp rất là đẹp của bé trai mất mũ. 184 có không? 184 của chị Trần Trần Hoàng. Em có thấy chị Doãn Thị Mỹ Dung ạ. Con này bị rách rồi. Mà chung tí nữa về Phương à, tí nữa về khóc. Em này 19 đến 23 cân nhá, dưới 23 cân mặc đẹp cho em này. Em này 150 nhá, mã 279. 150 này là chị Vũ Hồng Nam ạ. Kể cho các bạn nghe, ngày trước lần đầu tiên tôi đi làm nhá, là đến một công ty làm sơn. Việc anh ấy giao cho mình là ngồi gọi điện cho khách hàng ấy, những cái data khách hàng mới, không phải khách hàng cũ đâu. Ngồi cầm cái máy điện thoại run này. Anh bảo mày làm gì, tao làm gì mày mày run. Xong rồi đến lúc anh ép cho khóc luôn. Học anh ấy một tuần, bây giờ kỹ năng telesale đỉnh cao luôn. Kỹ năng telesale đỉnh cao luôn, em đi xin việc đâu, chỉ cần kỹ năng nói kỹ năng telesale bắt người ta nhận luôn.
Nói chung là đúng là có công mài sắt, có ngày lên kim đấy. Tiếp theo này, em này các bé có cân nặng tầm từ 23-26 cân nhé. Phao lông vũ cho em này, 23-26 cân mặt đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 200.000 nhá. Mã 277 277 cho chị Nguyễn Hiền ạ. 277 cho em. Không biết anh ấy có biết mình đang lấy không, nhưng mà thực sự luôn đấy là thầy giáo đầu tiên trong cuộc đời em. Bởi vì em đi học đại học như một con gà không biết được cái gì luôn. Không có một cái sờ kin gì luôn ấy. Vương Phương ạ. Da kiểu có nó. Có chị Nhân Hậu Trần ạ. Và nó dã cho phát là gọi là chết luôn. Da rồi. Sức mạnh không có một cái kỹ năng gì ở em. Lông vũ có bé gái cho em này. 20-23 cân mặt đẹp nhá. Dưới 23 cân mặt đẹp cho em. Em này 180 nhá. Mã là 278 cho em này. 180-278 cho em này. Không có một skin gì luôn các bạn ơi. Bên trong nó lỉ toàn bộ nhá. Phao dáng dài, bé gái với trai để mặc đẹp nhá. Em này 19-23 cân mặc đẹp cho em nhá. 180, mã em này là 271. Sửa mã đi nhá. 180-271 cho em này. Cầm cái máy điện thoại mà còn phát khóc ra luôn ấy. Tiếp theo nhá. Em này phao lông vũ tiếp này. Hàng của Poly nhá. 278. Tốt cho chị Tâm Thanh ạ. Em này các bé có cân nặng 20-24 cân nhá. Dưới 24 cân mặt đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 180 nhá. Phao lông vũ đấy. Mã em này là 287. 180k. Mã 287 cho em. Đúng là ai cũng có lần đầu nhỉ. Lần 2 vặt dày rồi. Mơ gì nữa. Em này hàng của Humor nhá mọi nhá. Mỗi em áo gió của Humor này 25-28 cân. Dưới 28 cân mặc đẹp cho em nhé. 28 cân quay đầu mặc đẹp áo gió của Humor nhá. 120. 120, mã 140. Mỗi em hàng hiệu luôn này. Yến Dung Vũ Thị inbox địa chỉ luôn đi chị ơi. Em này các bé có cân nặng tầm từ 28-32 cân nhá. Dưới 32 cân mặc đẹp phao lông vũ nhá. 32. Thôi để em thử cho. Con này khả năng phải to hơn đấy. Bởi vì nhiều con sai nó đánh theo kiểu bọn châu Âu ấy, nó to á. Trẻ con của bọn châu Âu ấy, nó như người lớn của Việt Nam mình ấy. Các bà size SXS sang đấy chỉ mua đồ trẻ con ở bọn châu Âu thôi. Và đồ người lớn là không có mặc được con nào. Không, con này phải các bé như chị nào cân nặng 33-38 cân mà mặc đẹp cho em này. 38 cân quay đầu nhá. Chết rồi. Con này đẹp quá mà nó bị 1 chấm bụng này, 1-2 chấm này, 1-2 3 chấm này. Đứa nào chào chị ấy. Đứa nào dám dùng nick Manuel vào chào chị ấy. Ai đi. Xem nó nhớ ra chị nữa. Qua thời gian. Ba bạn quăng kích từ lâu. Em này nó bị chấm 2 chấm nhá. Em lấy mọi người 100.000 nhá, mã số 40. Tôi có mỗi hôm quăng vào xem lại, chẳng ra vào xem lại. Hay vào xem lại hay con người. Tự nhiên thấy mình như thế thôi, chạy mất không biết là đứa nào. Không, mai hỏi đứa nào, em không biết đâu. Em này là một em pho trần của các bé này. Có cân nặng tầm từ 30-33 cân nhé, dưới 33 cân này. Em này em lấy mọi người 120 nhé, mã số 39. 120.000, mã số 39. 40, chốt cho chị Trần Quang Thu ạ. Một em áo gió. Một em áo gió của Azena nhé mọi nhé. Áo gió của Azena cho em này. Này nhá, em nào đi làm không phải đi chơi nhá. Em này bé nha chị nào có cân nặng tầm từ 27-30 cân nhá. Dưới 30 cân mặc đẹp cho em. 30 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá 120. Nó là áo gió mũ máu đầy đủ nhá. Mã số em này 42. Mã 42 cho em này. Mã 42 cho em nhá. Má 39 chốt cho chị Na Xe Liêng Hot ạ. Em này bé nha chị nào có nặng 14-17 cân. À xin lỗi mọi người, 17-19 cân nhá, size 110 này. 17-19 cân nhá. Có bên trong có lót lỉ ạ. 150, mã là 185. Má 42 chốt cho chị Tân Nguyễn ạ. Tiếp theo này, em này các bé 14-17 cân, bé gái xinh đẹp luôn nhá. 14-17 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 160, mã là 338. 160k mã 338 cho em này. 160 mã 338 mình. Tiếp theo một em Zile của Uniqlo. 185 cho chị Tân Nguyễn ạ. Zile của Uniqlo nhá. Em này nhẹ lắm. Ô con này hơi bị sâu bông. Đây, một em áo của Uniqlo. Mã 338 cho chị Băng Celine ạ. Zile của Uniqlo cho em nhá. Bây em này các bé có cân nặng tầm 14-17 cân này. Dưới 17 cân mặc đẹp cho em nhá. 100.000 này, mã em này là 191. Hả? Thôi, da nào được mà văng vào.
Lên để con kìa. Em này bé nhà chị nào có cân nặng tầm từ 23 đến 26 cân nhá. Uniqlo này em lấy một lốt 100 nghìn nhá. Mã 100. 100k mã 100 nha anh. Mã 191 chốt cho chị Trần Thúy ạ. Có một em áo gió của Levi nhá mọi nhá. Con này là của Levi. Bên trong có lót lỉ cho em này. Đúng không? Tưởng đúng vuông size sớm à. 17 cho anh 20 cân nhá. 20 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em lấy mọi người mức giá 100 nghìn. Mã 101. Chị đã tính cả rồi các em ơi, tí còn like và phao người lớn kìa. Đấy. Mã 1. Mã 100 chút cho chị Nguyễn Huyền ạ. Em này một em rất là đẹp nhưng mà con này bản này bị mất mũ rồi. Đẹp lắm, mất mũ rồi. Size 120 ạ. Em này 20 cho 23 cân nhá, mất mũ em lấy mọi người mức giá 90 nghìn này. Mã 101 chút cho chị Bảo Khang ạ. 90k mã số 26 cho em này. Nên chưa các bà thấy tôi ghê gớm không? Nhân viên mới đến bắt lạt cho đến nơi trốn luôn. Mắng cho như kiểu sấp mặt luôn đấy. Không có kiểu là em làm từ từ đi không sao đâu. Mã 26 cho chị Thu Thảo Nguyễn ạ. Bé chị nào có cân nặng tầm từ 45 cho đến 50 không? Này người lớn mà ok luôn á. Chị nào cân nặng tầm từ 48 đến 52 cân mặc đẹp nhá. Dưới 52 cân nó là phao của người lớn đấy ạ. Em lấy mọi người mức giá 160 lốt nhá. Mã số là 67 đây. Không sao mà lớn đi đến mai đi đơn luôn. Một em phao rất đẹp luôn này. Blue Dog cho em nhá. Phao lông vũ cho em này. Tí nữa em sẽ lên phao người lớn luôn. Mọi người yên tâm. Sẽ có phao người lớn. Em này các bé có cân nặng size tầm từ 33 đến 36 cân nhá. Chị Dương Huyền ạ. 33 đến 36 cân, mũ của nó lông chồn và áo là lông vũ cho em nhá. Em lấy mọi người mức giá của em này là 200 nghìn, mã số 90. 200k mã số 90 cho em nhá. Tiếp theo này, bé Nam. Hàng hiệu của Bebe nhá mọi nhá. Hàng hiệu của Bebe này. Bebe này các bé có cân nặng tầm từ 24 đến 27 cân nhá. Dưới 27 cân mặc đẹp cho em này. Bé nam bé nữ là mặc đẹp ấy. Chị Mỹ Lệ Nguyễn ạ. 170 nhá. Mã số em này 87 này. 170 mã 87 cho em này. Một em áo phao của Converse nhá. Bé nhà chị nào có cân nặng 40-48 cân nhá. Dưới 48 cân mặc em Converse này đẹp luôn ạ. Hàng của Converse nhá. Em này mức giá của nó 180, mã số 88 ạ. 180k mã số 88 cho em. 180 mã số 88 cho em này. Tiếp theo nhá. Một em này mũ lông chồn. Đây. Con này lạc mất em rồi, từ đây em hỡi này. Đẹp phải trưởng luôn. Mũ của nó là phối lông thật đấy nhé mọi nhá. Mã 87 cho chị Thúy Trần ạ. 20-23 cân mặc đẹp cho em nhá. Pha lông vũ mũ lông trồn này. Em này em lấy dưới 23 cân rồi. Em này em lấy mọi người mức giá 200 nghìn nhá. Mã số 64. 200k mã số 64 cho em. Mã 88 chốt cho chị Thu Hiền ạ. Một em pha lông vũ. Con này rất đẹp nhưng bị mất mũ mọi người ạ. Bị mất mũ rồi. Không có mũ rất là đẹp luôn. Em sai bao nhiêu không? Mã của đánh là size 120 nhưng con này sẽ to hơn này. Con này các bé có cân nặng tầm từ 25 cho đến 28 cân, dưới 28 cân nhé. Con này bị sần tay. Mã 64 cho chị. Bỏ qua nhá. Bỏ qua em này mọi người ơi. Tiếp theo này, một em phao của Levi. Levi. Này như phao của người lớn hay sao mọi người? Thì hạt mít đi bóc địa chỉ cho đi ạ. Levi xịn luôn. Levi. Phao này các chị có cân nặng tầm từ 55 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Phao siêu nhẹ Levi của người lớn, 55 cân quay đầu mặc đẹp ạ. À. Em lấy 250. Mã số em này là 85, hàng hiệu luôn đấy. 250 mã 85 cho em này. Nhìn xíu mà mắt luôn. 250 mã 85 cho em nhá. Một em phao của bé gái nhá. Em này bé chị nào có cân nặng tầm từ 28 phao lông vũ nhá, 28 đến 32 cân nhá. 32 cân quay đầu mặc đẹp cho em này. Em này em lấy mọi người mức giá 180, mã số 65. 180k mã số 65 cho em. Mã 85 chốt cho chị Nguyễn Thanh Hiền không giấu. Tiếp theo này, bé gái cho em rất đẹp luôn. 28 đến 32 cân nhá. Dưới 32 cân mặc đẹp, bản gốc không vũ đâu ạ. 28 đến 32 cân nha em nhá. Em lấy mọi người mức giá em này là 160 lông vũ ạ, mã số 91. Một em polo pin có dây xích cho em này, bên trong của nó lót lông toàn bộ nhá mọi người nhá. Mã
bảo Lâm cho chị nguyên size. Nó lông lửa áo luôn mọi người ạ. Em này các bé có cân nặng 28 đến 32 cân nhá. Dưới 32 cân mặc đẹp cho em. 32 cân quay đầu mặc đẹp hàng hiệu đó mọi người ạ. Như con này mọi người giá đắt á. Lông vũ siêu nhẹ luôn nhá. Em này mức giá của nó 180, mã số 80. Chuyển sang người lớn đi em ơi. Mã 91 cho chị Mai Thanh ạ. Chuyển sang người lớn đi bạn ơi. Các bạn ơi. Vừa bán vừa tặng lớp con cuối cho mọi người nhá. Em này màu xanh của bé trai cho em. Em này bé chị nào có cân nặng tầm 19 đến 22 cân mặc đẹp nhá. Em lấy 50.000. Vừa bán vừa tặng luôn. Mã số em này là 128. Mọi người ơi, 50.000. Mọi người ơi, bây giờ có phao người lớn em sẽ lên luôn nhá. Có khoảng tầm 15 em phao người lớn ấy. Hôm trước em chưa kịp like bởi vì là nó lẫn vào trong đống hàng ở dưới nhà ấy. Phao mũ lông ở chỗ này này. Hình như cả bên này nữa sao rồi. Đây chuyển bên này trước rồi. Mã 128 cho chị Bình Vũ ạ. À. Không giống. Phao người lớn nhé mọi người nha. Còn một ít đó, vừa bán vừa tặng lốt cho mọi người nha. Đồ à? Đứng đây, đứng đây làm đi em, ngồi dễ. Các bạn đang làm thế. Phao của người lớn nhé mọi người á, siêu đẹp luôn. Con của em đang mặc cả của Crocodile, đó là hàng cá sấu. Chị ơi, chị lấy size thì chị inbox nhá. Nhận rồi, chất đẹp lắm à. Quần legging còn luôn. Quần legging nhà em siêu đẹp luôn. Cái chất của nó rất sướng luôn đấy mọi người ạ. Chị nào cần quần legging chốt giúp em mã số 195.000. Có size từ 45 cân cho đến 65 cân. Chị nào lấy quần legging size nào thì chốt giúp em nhé. Mã kèm size cho em này. Cái size của nó cái size của nó là từ 45 cân cho đến 65 cân. Có size M, L, XL 3 size. Phao bé hết rồi, em chuyển phao người lớn đấy. Ôi mọi người nhìn toàn mũ lông không à. Nhìn toàn mũ lông không à. Đó, em lên phao người lớn nhé mọi người nhá. Lên phao người lớn. Đang định bảo cái gì nhỉ. Quần legging lên giúp em mã số là 999 cho em nhá. Để em 999 để em lên mã cái mã khác đi. Mã giống sợ nó sớt không ra. Để, cảm ơn chị Phí Nhung nhá. Mã 999 kèm size. Mã 999 kèm size cho em nhá. Đảm bảo mọi người chất đẹp luôn ấy. Mặc lên rất sướng luôn. Nó có hai túi trước, hai túi sau. Đây này. Em khui một cái quần mới cho mọi người xem nhé. Khui một cái quần mới cho mọi người xem. Em này giá của nó 195.000. Giá gốc của nó là 225. Và mọi người sẽ được chiết khấu 12% khi mua qua em. Chị ơi mặc size XL cho em nhé. Đây này. Ví dụ như con size XL này này. Đó. Nó có hai túi trước nhé. Hai túi trước, hai túi sau cho em nhé. Hai túi trước, hai túi sau cho em. Dưới 65 cân mặc đẹp, cứ 65 cân quay đầu mặc đẹp, cái form nó đẹp lắm. Rất dày và co giãn. Mọi người sẽ khó để kiếm được cái những cái này. Nó sẽ không có chuyện. Phao người lớn dáng dài có nhá. Kèm size giúp em chị Nguyễn Trọng ơi. Kèm size giúp em nhá. Còn đấy, còn 3 con nữa. Còn 3 con nữa. Đây 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 đây. Mọi người đợi một chút nhá. Trong quá trình vận chuyển về nhà em nó bé lắm. Nó không to. Chị 99 kèm size cho em nhá. Chị gì ạ? Chị Mỹ Lệ Nguyễn ơi, chị cũng lên mã cho em đi. Ui, mặc nó hơi rộng thì thêm mặc thêm áo len mà. Ok, em sẽ lên áo phao luôn nhá mọi người nhá. Cảm ơn các bạn. Ok, em sẽ lên áo phao luôn nhá mọi người nhá. Áo phao của người lớn ấy ạ. Và cảm ơn chị Ngọc La. Có phao nam. À, có một mã phao nam hàng xịn đấy mọi người ạ. Hàng mới ấy. Tí em lên luôn nhá. Chị nào cần phao nam ở đây nhá. 999 kèm size kìa. Ok. Em sẽ khởi đầu nhá. Bán những em áo phao ngày hôm nay. Bởi vì là còn giật là họ trả sót mất khoảng 15 em. Em sẽ bán rẻ lốt cho mọi người. Để mọi người có áo ấm để mặc bởi vì sắp lạnh đến nơi. Mấy con này đều rất đẹp chứ không phải là... Đều rất đẹp chứ không phải là ấy đâu.
đều rất đẹp chứ không phải là hàng kiểu linh tinh đâu mọi người ạ. Toàn vũ lông á. Có phao dài lông vũ không? Phao dài lông vũ nếu mà chị muốn siêu phẩm thì đợi kiện mới. Còn cái chỗ này thì nó là sao nhỉ? Nó là chủ yếu là hàng giả sót hoặc là bị ấy thôi. Thì xả các thứ ấy, nên em cũng không rõ là có nhiều hàng đẹp không. Có chị Phao Nam à? Chị Lan Đàm ơi, lên giúp em mã đi, em chốt xem mã nhá. Đây này, mấy em cá sấu cho em nhá, size 95 này các chị có cân nặng tầm từ 57 50 55 đến 60 cân nhá. Dưới 60 cân mặc em này đẹp cho em này, size em tương đương với size L của Việt Nam mình đấy. Lông vũ hàng cá sấu cho em nhá, em lấy một người 250. Mã số em này là 436 cho em này. 436 cho em nhá. Mà em tiếp theo này. Mà em phao lông vũ và mũ phối lông cho em nhá. Phao lông vũ và mũ phối lông cho em này. Em này chị nào có cân nặng tầm 53, 57 cân mặc đẹp nhá, ấm lắm. 57 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 250 nhá. Mã em này là 261. 250 mã 261 cho em nhá. Phao nam đây ở đây đây. Một con phao phao xịn sò của Nam. Con này là hàng lưu nhá mọi người nhá. Em này có cân nặng mã 261 chị ạ. Màu xanh rêu nhá. Mọi người ơi, em sẽ để cho mọi người một cái này giá sốc được không? Nó có một màu đen thôi. Nó có một màu đen thôi mọi người nhá. Cái chất phao của nó rất xịn luôn. Phao này là phao nam, ưu tiên các anh nam này. Phao chỉ con em hết rồi chị ơi. Ưu tiên các anh nam xem. Em chốt cho chị Lý Lê ạ. Phao trần nhá mọi nhá. Phao trần của Nam có mũ luôn ạ. Bản mũ này có thể bỏ ra được ok luôn. Chất đẹp lắm luôn ấy. Mã này là đang được khuyến mãi so với còn với những khách hàng đại lý cao nha em. Giá liêm yết của nó là 695 nhá mọi nhá. Giá liêm yết của nó là 695. Thì khách hàng mua qua em sẽ được chiết khấu 200.000 trên một sản phẩm. 200.000 trên một sản phẩm có nghĩa là còn khoảng 495.000. Em không thể giảm giá cho mọi người được sâu hơn ấy, bởi vì là đại lý cấp 1 của họ chỉ vậy thôi. Đó, còn bình thường chỉ được giảm 100.000 cho một sản phẩm giống như là cộng tác viên ấy, còn là nhân còn kiểu đại lý to ấy thì sẽ được được giảm giá nhiều hơn, thì là giá của nó sẽ là 495.000. Thôi cứ để 490.000 cho chẵn đi. Ok chưa? Em bớt cho mọi người 5.000 luôn ấy. Phao nam có cân nặng tầm từ 50 cân cho đến 75 cân quay đầu nhá. 75 cân quay đầu của Nam. Chị nào lấy cho chồng nhá. Nó là hàng new, nó không phải hàng si đâu mọi người ạ. Nó là hàng new ấy. Chất xịn lắm. Chị nào mà chưa chốt được phao nam cho chồng, mọi người có thể lấy con này, đảm bảo là các anh chồng mặc vừa đẹp vừa thích luôn. Em chỉ lấy đúng một màu đen thôi, vì màu đen nó rất là đẹp luôn. Và cái chiều, kiểu như cái giá nó giảm sâu nhất cho em ấy. Chị nào lên mã giúp em, kèm size giúp em nhá. Mã số là 500 kèm size giúp em. Để lên mã cho em nhá. Em báo về kia. 490.000 trên một sản phẩm nhá mọi người nhá. Nó là hàng new đấy. Từ 50... Cái gì? Không, 75 cân quay đầu thôi. 75 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhé. Mọi người lên giúp em cái mã của nó là mã 500 kèm size cho em nhé. Bởi vì em thấy là rất nhiều chị muốn mua áo phao. À chị con hết rồi chị ơi. Áo phao cho chồng ấy, nhưng mà thực sự là trên line mọi người đâu cũng không có chốt được. Không có chốt được. Chất đẹp lắm luôn ấy, mặc lên sướng. Nhẹ như là một tờ giấy luôn ấy, 495.000. Chị Trần, chị Nhung ơi, áo phao trẻ con hết rồi ạ. Em hết đồ trẻ con rồi nhá, em chuyển sang áo phao người lớn rồi. Áo phao người lớn rồi. Không bán len cho Nam à, len Nam mới nữa có nhá. Đấy. Đây, em đi bán phao nữa đây. Em không bán phao Nam đâu. Chị chẳng muốn mua cho Nam thì mua không thì thôi. Để hàng xinh. 65 cân không xốp lông nữa. Không, cái đấy là phao bình thường mà. Đây, em này nhá, của nữ cho em này. Màu xanh của nó xanh ngọc cho em nhá. Em này nó là mũ lông. Các chị có cân nặng tầm 53, 57 cân nhá. Dưới 57 cân mặc đẹp cho em nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 300.000 nhá. Có mũ lông này, mã là 674. 300k mã 674 cho em nhá mọi nhá. Mùa em hàng xịn luôn này, có đai. Em vẫn bán chủ yếu là hàng xịn thôi. Cái đấy thì chiết khấu thì lấy thôi. Em này các chị 60, 65 cân mặc đẹp cho em nhá. 60 đến 65 cân mặc đẹp cho em nhá. 60 65 cân này. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 250. Mã em này là 185. Áo phao mà hôm trước là em nghỉ luôn ấy, bởi vì là cái này bình thường có em còn cả mấy khi em bán một cái số là 674 thôi cho chị Uyên Phạm Ngọc và bán kiểu một số là như thế luôn ấy. Giá gọi là vừa bán vừa tặng luôn ấy, bình thường áo phao toàn 350 400 thì 450 mà. Tiếp theo nhá, một em size S cho em này.
40 48 cân mặt đẹp cho em nhá. 40 đến 48 cân, chất phao của là phao Long Vũ nhá. 300.000, mã em này là 675 nhá mọi nhá. 300k, mã số em này 675 cho em này. 675 cho em nhá. Tiếp theo này, mọi em này phao to cho em nhá. Đó là phao trần nhá. Em này chị nào cân nặng 63 đến 68 cân nhá. Dưới 68 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em thấy mọi người mức giá em này là 200, size to nhá. Mã em này là 663. 663 cho em nhá. 663 cho em này. Tiếp theo, ủa mọi người ơi. Hàng Uniqlo siêu nhẹ này. Áo tím nào. Áo tím mọi người chốt chưa em? Áo tím chốt rồi mà, lúc chị đầu like ấy. Áo tím đầu like chốt rồi nhá chị nhá. Em này mắc này là size nhỏ thôi nhưng mà em siêu nhẹ dành cho chị 50 không, 60 65 cân mặc đẹp nhá. Dưới 65 cân mặc đẹp. 63 cho chị Phu Ngọc, Phu Quang Ngọc ạ. 65 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Đó là Long Vũ siêu nhẹ ạ, 300.000, mã em này là 293. Long Vũ siêu nhẹ nhá, 300k, mã em này là 293 cho em. Mới em phao của Converse size M cho em nhá. Phao của Converse size M cho em này. Phao Long Vũ của Converse. Dạ. Em này các chị có cân nặng dưới 52 cân nhá, 4752 cân mặc đẹp nhá, phao Long Vũ con vớt ạ. 293 cho chị Thủy Bùi ạ. Em này mức giá 300 nhá, mã em này là 299. 300k, mã số em này là 299 nha em này. Một em phao siêu nhẹ, à phao Long Vũ của Swimit. Phao Long Vũ của Swimit cho em nhá. Dài đẹp cơ, Long Vũ mặc lên nhẹ lắm luôn. Em này 50-55 cân mặc đẹp nhá. Mức giá của em này lấy 250 này, Long Vũ nhá, mã số 77. 250 mã 77 cho em. Một em phao thể thao nhá, size to cho em này. Thân của nó là trần nhá, phần thân này của nó là phao trần này. Chỗ này của nó là chất lỉ dày đẹp luôn ấy. Phao thể thao nhá, nhẹ và mặc lên rất thích luôn. Em này chị nào cân nặng 57 đến 62 cân nhá. Dưới 62 cân mặc đẹp cho em. Em lấy mọi người mức giá em này là 250. Xịn lắm luôn. Mã số là 667 nhá. Mã 667 cho em này. Mã 77 cho chị Nguyễn Quyến ạ. Một em phao màu trắng nhá mọi người nhá. Một em phao màu trắng Long Vũ cho em này. Con này có đai nhá mọi người nhá. Mũ của nó mic lông thật cho em này. Em này các chị 57 đến 62 cân nhá. Dưới 62 cân mặc đẹp cho em. Nó có đai nhưng em chưa thắt đâu. Dưới 62 cân mặc đẹp cho em nhá. Long Vũ ạ. Em này 300.000, mã em này là 668. 300k, mã 668 cho em nhé. Tiếp theo này. Mã 667 cho chị Thanh Thảo Phạm Huệ ạ. Con này Long Vũ ạ, con này không phải tiền. Con này năm ngoái em có một chị bạn, chị ấy đến tận nhà và chị ấy sờ luôn ngay con đầu lại luôn ấy. Con này size nhỏ cho em này. Bé luôn. Em này dành cho chị có cân nặng 40-48 cân thôi nhá. Mã 668 cho chị Nguyễn Xuân Mai ạ. À. 48 cân quay đầu mặc đẹp cho em nhá. Em này mức giá của nó là 300 nhá. Mã số là 690. 300k, mã 690 nha. 300.000, mã 690 cho em nhá. Một em này nó có phối 3 lớp luôn. Cổ của nó mic len nhá. Nó là về mũ của nó mic lông thật toàn bộ này mọi người. Đấy là mảng mũ của nó mic lông thật toàn bộ này. Lông của nó màu đen tảng luôn này. Con này là hàng của Sola, hàng của Pháp nhá mọi nhá. Size nhỏ cho em này. Có một lớp kéo khóa len ở bên trong nhá mọi nhá. Đây, có đai luôn nhá mọi nhá. Em này à, bo chun ở bên dưới. Nói chung là phù hợp với các chị lớn tuổi một chút. Em này chị đào cân nặng tầm 3, từ 53-57 cân nhá. Dưới 57 cân này, em lấy 200.000. Mã em này là 664. Có tảng lông nhá. 664 chị Nguyễn Hiền đi bóc luôn đi nhá. Nhiều người chúng tên á. 664 cho em này. Cổ của cái chỗ này của nó là giả mũ nhá mọi nhá. À có mũ thật đấy chứ, mũ thật đấy phải giả đấy. Em này này, hàng design riêng, chất nhẹ lắm. Em này chị nào có cân nặng tầm 40-50 cân nhá, dưới 50 cân mặc đẹp cho em này. Mũ phối lông nhá mọi nhá. Em lấy mọi người mức giá 200, mã số em này là 239. Nhẹ, mặc lên rất sướng luôn. 200k mã 239 cho em này. Một em phao béo nhá, size XL cho em. 60-65 cân mọi người ạ. Phao béo màu hồng nhá, mặc ấm xích này. 60-65 cân mặc đẹp cho em nhá mọi nhá. Em này em lấy mọi người mức giá là 200.000, mã số 13. 60-65 cân, 200k mã số 13 cho em.
Ôi, con lông vũ đẹp phải chưa? Con này các chị size to mà đẹp cho em, hàng đánh gốt cho em này. Nó là nói chung là giới sành điệu mọi người ạ. Đánh gốt cho em. Em này sẽ chỉ có cân nặng 55 đến 60 cân nhá. Nhẹ lắm luôn ạ, có đai nhá mọi người nhá. Ui. Ui, hàng hiệu luôn nó vào ơi. Đây à, có cái quỷ ở đây mình đúng là gà thật sự. Đấy đúng cái quỷ đây. Em này chị nào cân nặng 55 60 cân mặc đẹp cho em nhá. Nhẹ lắm luôn ấy, mặc sướng. Em này em lấy mọi người 200 nghìn nhá. Mã em này là 178, hàng đánh gốt. Đánh gốt ấy, mã 178 cho em. 178 cho em này. Tiếp tục nhá mọi người nhá. Em này là phao của Ralph Lauren nhá mọi người nhá. Phao lông vũ của Ralph Lauren cho em này. Các chị có cân nặng 50, 55 cân mặc đẹp cho em nhé. Mã 178 cho chị Mai Trúc Linh ạ. 50 đến 55 cân mặc đẹp cho em nhé. Lông vũ ạ. Em em đến mọi người mức giá của nó 300 nghìn. Mã là 441. 300k, mã 441 cho em. 300 nghìn, mã 441 cho em nhé. Hàng on on này mọi người này. Này có tay ở cổ luôn đấy. Lông vũ siêu nhẹ ấy, mặc lên nhẹ tênh. Nhẹ như không ấy, cái đai ở cổ là đai da thật nhá mọi người nhá. Size số 1 thôi. Tham vãi. Mã 441 cho chị Mai Trúc Linh ạ. 40 trên 50 cân nhá, dưới 50 cân mặc đẹp cho em này, phao ngắn. Chị Mai Trúc Linh inbox địa chỉ mới cho được tiếp. Cái ấy, chỗ này của nó có đai nè mọi người này. Mọi người thích mới thắt đai lên nhá. Em này 40 đến 50 cân mặc đẹp cho em nhá. Mức giá của em này là 250, mã số em này là 666 cho em nhé. 250, mã 666 cho em. Một em phao của HM nhé mọi người nhé. Phao của HM cho em này. Em này size 36 của nó là tương đương với size M của Việt Nam mình ấy. Size 36 là size S của bọn nó mà. Em này các chị có cân nặng 48 đến 55 cân nhá. Hàng của HM cho em này, 48 đến 55 cân mặc đẹp cho em nhé. Em này lấy mọi người mức giá là 250, mã số em này là 665. 250, mã 665 cho em này. Tiếp theo một em không có hàng da thật đâu chị ơi. Một em trần nhá mọi người nhá. Siêu nhẹ này. Trần siêu nhẹ cho em này, nó phối da thật nhá mọi người nhá. Đây, túi của nó là phối da. Mã 665 thưa cho chị Thủy Bùi ạ. Trần. Chị nào thích điệu đà lấy con này. Em này 50, 55 cân nhá, size M mặc đẹp cho em này. 55 cân quay đầu mặc đẹp, nhẹ tênh luôn. 250 nhá, mã em này là 669. Trần, size M thôi. 250, mã 669 cho em này. Inbox luôn mới cho được tiếp ạ. Một em này là lông vũ siêu nhẹ nhá mọi người nhá. Lông vũ siêu nhẹ hàng của Yuli này. 4 tem, 5 tem luôn mọi người ạ. Xịn lắm luôn á. Size số 1, size S à. Cái nào 62 cân là vừa không? Em không biết được đâu ạ. 66. Em này size S cho em này 40 cho 50 cân nhá. 669 cho chị Kim Yến Trường ạ. Hàng ao luôn đấy. Hàng ao đấy. Em này nhá, mức giá của nó em lấy mọi người 300. Nhanh tay lên không có đâu. Mã em này là 673. 300k mã 673 cho em. 300 nghìn mã 673 cho em nhá. 300 nghìn mã 673 cho em này. Lông vũ nhá mọi người nhá. Ui, con này 40, 48 cân này mặc đẹp, em mặc chật lắm. Dưới 48 cân mặc đẹp nhá, lông vũ cho em này. Mã 673 chốt cho chị Thúy Nguyễn Đình ạ. Em lấy mọi người 200, mã số em là 549 nhá. 200k, mã 549 cho em này. 200 nghìn, mã 549 cho em nhá. Tiếp theo này, lên một em áo phao lông vũ nhá mọi người nhá. Dáng dài. Lông vũ dáng dài cho em nhé. Em này 57 đến 62 cân nhé. Dưới 62 cân mặc đẹp cho em này. Mã 549 cho chị Huyền Nguyễn này. Em lấy một người 250 nhé. Mã số 89. Cũng là lông vũ siêu nhẹ dài. Mã số 89 cho em này. Con này là phối lông thật cho em này. Size 40. Cổ là phối lông thật nhé mọi người nhé.
này chắc của Kit hay sao bé thế. Mã 89 cho chị Nguyễn Thoa. Ối lông thật đấy. Cái này bạn ấy, bạn thật là bạn đút ngược lông. Lông mà nhé phải quay ngược lại. Cái lông này nó phải quay ngược đầu lại để nó lòi lông ra ngoài. Em này các chị có cân nặng 50-55 cân nhá. Có mũ cho em này 50-55 cân nhá, của người lớn ấy. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 250. Mã em này là 689. 689. Size 55 ấy. Ôi, con này nhẹ lắm, mặc lên ấm này. Nhẹ lắm, trần bình thường thôi. Con này chị nào cân nặng tầm từ 63 đến 66 cân của người lớn nhá. 63-66 cân nhá. Em lấy 150 này. Mã em này là 193. 150 em 193 thôi. Còn con nào không nè? Thì mai chắc mình chưa có địa chỉ nên em dừng chốt rồi. Em này của các bé gái này. Bé gái cho em nhá, size 140. Nó là trần nhá, bên trong lót toàn bộ này. Bé nghe chị nào có cân nặng 27-30 cân nhá, dưới 30 cân mà bé cho em. Tay em mặc ngắn lắm. Em này em lấy mọi người mức giá 100.000, mã là 671. Để con trốn thận lên. Mã 193 cho chị Nguyễn Thị Minh Huệ ạ. Tiếp theo này, em này nó như là áo gió nhá mọi nhá. Nhưng mà nó lại có lông vũ. Mã 671 chốt cho chị Thủy Bùi ạ. Con này là áo gió nhá mọi nhá. Em này các chị có cân nặng tầm từ 50 cho đến 57 cân nhá, dưới 57 cân mặc đẹp cho em này. Em lấy mọi người 150 nhá. Mã em này là 672. Gió nhưng mà lại có lông vũ. Mỏng thôi. 72 cho em này. Đây có một con màu đỏ này. Chứng tỏ ăn chơi này. Màu đỏ này các chị có cân nặng tầm từ 55 đến 60 cân nhá, size L cho em. Em lấy mọi người mức giá này 150 nhá. Mã em này là 592. 150 mã đặt nhá. Con lông vũ này đẹp như cái cổ nó làm hơi rườm rà này. Mã 672 thôi cho chị Mỹ Lệ Nguyễn ạ. Cổ nó làm hơi rườm rà cho em. Em này chị nào cân nặng tầm 60-65 cân mặc đẹp cho em nhé. 60-65 cân, to đấy. Em này em lấy mọi người mức giá của nó là 150 nhá, lông vũ ấy, nhưng mà to lắm, 60-65 cân. Mãi này 173. 173 cho em nhé. Có một em Paka này. Paka trần hết bên trong luôn. Con này rộng rồi. Rộng quá. Rộng to. Value Girl này. Bomber cho em nhé mọi nhé. Đó, phát nhẹ bên ngoài thôi. Em này các chị có cân nặng size tầm 50 cho đến 57 cân nhé. Dưới 57 cân mặc đẹp cho em. Em lấy mọi người mức giá này 150 lốt này. Mã số em này là, tôi lấy 100.000 đi. Mã số 98. Lốt con này là nghỉ nhé mọi người nhé. Mọi người ơi, em xin phép nghỉ ở đây nhé mọi nhé. Cảm ơn mọi người đã xem live. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người vào lúc tối mai. Tối mai thì em chưa biết là like gì, bởi vì đợi xem giật lạc họ trả cái gì đã. Ok, dự bị cho chị Linh Nguyễn Thị mã 671. À, áo gió mỏng em không làm nữa rồi. Áo gió mỏng em làm cách đây 3 tháng rồi mọi người ạ. Lỗ quá. Có chị ơi, khách nào em cũng chốt mà. Chỉ là chị không lên mã kịp thôi. Mã 98 chốt cho chị Bon Bin ạ. Ủa đây, còn cái này quên mất rồi. Con này là lông vũ nhá. Hàng hiệu luôn, hàng của Paris nhé mọi nhé. Hàng của Paris cho em này, Renoma. Chị Dương Lương ơi, chị phải lên cho em là cái mã 999 ý. Thì em mới lên đơn được không? Không lên đơn được không chị ạ? Vì hàng mới mà em chốt cuối mà. Con này này, các chị có cân nặng 55-60 cân nhá. Phao lông vũ, hàng của châu Âu ấy, ấm lắm luôn ấy. Cuối like thì em lấy mọi người giá gốc 350.000, em sẽ lấy mọi người mức giá 250.000 nhá. Mã em này là 285. Đảm bảo mọi người xịn luôn. 285 cho em nhá. Hàng châu Âu á, size to. 55-60 cân nhá. Ok. Nốt con đấy thôi. Mọi người ơi, xin phép mọi người gặp lại mọi người vào lúc chiều và tối mai nhá mọi người nhá. Lúc 2:30 chiều mà và lúc 8:15 tối. 285 của chị gì cơ? Cái này chị bao nhiêu ạ?
250. Mã 285 cho chị Tuyết Mai ạ. Ok, bye bye và hẹn gặp lại lần sau nhé. Thôi chờ cái con cuối cho khách mới, dự phòng cho người khác nữa đi. Dự phòng cho chị Huyền Nga mã 285 nhé. Ok, chị Trương Thị Hà nhá, để em xem đơn của chị đi chưa, nếu chưa đi bọn em sẽ tự động dồn đơn cho mình nha. Không cần, chị biết vậy anh tự. Ok, bye bye mọi người nhá.